Long uy chiến thần, uy long, huy vũ. Chương 976 lục đục tại Sư quốc. Một số quan chức và tướng lĩnh cấp cao của Sư quốc cũng không phục Tân quốc phương của Sư quốc, đều muốn tranh quyền đoạt vị, bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy hành động. Quyền hành của Sư quốc nhìn thì giống như được nắm ở trong tay của Tân quốc phương Sư quốc, nhưng mà thực chất ông ta không hề có một thực quyền nào cả, lúc mà thật sự muốn điều động binh lực, có một vài tướng lĩnh chưa chắc sẽ tuân theo. Tân quốc vương sư quốc chỉ có thể hướng đến nhờ sự giúp đỡ của nước Phò Cần và nước Cự Hùng, nhưng mà quốc vương của nước Phò Cần và nước Cự Hùng biết được quốc vương của nước dẫn giao và quốc vương của sư quốc đều đã bị sát thủ của Long Quốc bắn chết rồi. Bây giờ bọn họ mỗi người có nguy hiểm của mình, trở nên chim sợ cành cong, núp ở trong hoàng cung không dám lộ mặt ra, làm gì có tâm tư để đi lo cho quốc vương sư quốc mới nhậm chức chứ. Audio điện tử võ tấn bền sát thủ của Long Quốc bản lĩnh cao cường, bọn họ đều lo lắng bản thân mình sẽ trở thành mục tiêu kế tiếp của hành động chém đầu của Long Quốc, không cẩn thận sẽ bị một súng bắn bể đầu ngay, bỏ mạng tại chỗ. Tân quốc phương của sư quốc một thân một mình, bây giờ Long Quốc lại cho đại quân áp sát biên giới, ông ta bắt đầu hoảng sợ cuống cuồng lên. Mới vừa lên đảm nhiệm liền gặp phải vấn đề khó giải quyết như vậy, khiến cho ông ta vô cùng đau đầu. Bây giờ ông ta muốn dùng Hà Ngọc Vinh tới để trao đổi 50.000 tù binh của sư quốc mình, nhưng lại cảm thấy mình đã tuyên bố với dân chúng của sư quốc là phải chặt đầu của Long Quốc. Nếu như mình vừa mới lên ngôi vị liền lật lọng ngay, thay đổi chủ ý, một chút uy nghiêm cũng không có, sẽ khiến cho người ta cho rằng bản thân mình là một người nhát cái, bị đại quân của Long Quốc dọa sợ rồi. Ông ta đã chót đâm lao thì phải theo lâu, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục giữ vững chủ kiến của mình, theo như kế hoạch đã quyết định 3 ngày sau hành hình bắn chết Hà Ngọc Vinh của Long Quốc tại chỗ. Hà Ngọc Vinh bị bắt không lâu sau đó, cũng đã tỉnh lại. Thấy mình đã rơi vào tay của quân địch, trở thành tù binh, cô ấy cảm thấy vô cùng sỉ nhục. Trong lòng cũng vô cùng hối hận, ở giây phút cuối cùng của phát động tự sát bất ngờ tập kích, bản thân lại bị ma xui quỷ khiến nhảy khỏi xe chạy thoát thân. Nếu như mình không nhảy khỏi xe chạy thoát thân, bây giờ đã oanh liệt mà hy sinh rồi oanh liệt hy sinh, vậy thì sẽ trở thành siêu cấp đại anh hùng của Long Quốc, vinh quang biết bao nhiêu. Mà bây giờ, lại từ anh hùng trở thành tù binh, ngộ nhỡ Long Quốc phái binh lính tới cứu, tạo thành thương vong cho tướng sĩ của Long Quốc, cô ấy sẽ vô cùng áy náy. Quân địch sư quốc đã điều tra ra Hà Ngọc Vinh là người của Long Quốc, hơn nữa còn điều tra ra cô ấy là đội trưởng của đội đặc nhiệm Phượng Hoàng. Hà Ngọc Vinh chẳng những bắt chết quốc phương sư quốc, còn khiến cho quân địch của sư quốc thương vong vô số kể, những quân địch cũng hận thấu xương đối với Hà Ngọc Vinh, hung hãn đánh cô ấy một trận, giải trừ một ít phẫn nộ. Hà Ngọc Vinh bị quân địch đánh dữ dội, từ đầu đến cuối không thốt ra một tiếng nào. Sau đó, quốc vương của sư quốc tự mình hạ lệnh, nhốt Hà Ngọc Vinh vào nhà tù vây ma canh phòng nghiêm ngặt nhất của sư quốc, ba ngày sau giết. Nhà tù vây ma, ở trong một ngọn núi sâu phía tây nam thủ đô của sư quốc, có một số lượng lớn binh lính canh giữ ở đó, trang bị các loại vũ khí hạng nặng rất tân tiến. Nhà tù Vây Ma là một nhà tù vô cùng thần bí, vô cùng kiên cố, giống như tường đồng vách sắt, ở bên trong đều là để nhốt tội phạm vô cùng nguy hiểm. Từ lúc xây nhà tù tới nay, cho tới bây giờ không có người nào có thể chạy trốn khỏi từ trong nhà tù Vây Ma ra ngoài. Hà Ngọc Vinh bị giam ở nhà tù Vây Ma, cũng biết bản thân có chắp cánh cũng không thể nào bay ra được. Cô ấy cũng không muốn uổng phí suy nghĩ chủ tính để chạy trốn, chỉ muốn 3 ngày sau có thể được chết một cách sảng khoái. Dù sao bản thân cô cũng đã thành công bắn chết quốc vương sư quốc, đã không có làm nhục nhã sứ mạng, hoàn thành nhiệm vụ, cô ấy có chết cũng không hối tiếc gì. Hơn nữa, bản thân cô trên con đường chạy trốn cũng đã nổ chết nhiều quân địch như vậy, kéo theo rất nhiều quân địch chịu tội thay, đã đủ kiếm lời rồi. Cô ấy cũng không trông cậy vào việc Long quốc bên kia có thể cứu mình, bởi vì cô ấy đã sớm nghe nói qua sự canh phòng nghiêm ngặt của nhà tù vây ma rồi. Người bị giam vào nhà tù vây ma thì tương đương với việc bị đánh thẳng xuống 18 tầng địa ngục, ai cũng không thể nào chạy khỏi, ai cũng không có cách nào để cướp tù. Cho dù Long quốc có khai chiến với Sư quốc, cũng không có khả năng nội trong thời gian ngắn ngủi 3 ngày tấn công được đến thủ đô Sư quốc. Chờ đến ngày đại quân của Long quốc công phá được thủ đô của Sư quốc, bản thân cô đã sớm chết lâu rồi. Đại quân của Long quốc không có cách nào công phá được thủ đô Sư quốc trong thời gian ngắn như vậy được, chỉ dựa vào mấy người đặc công của tổ đặc công xe đầu thì hoàn toàn không thể cứu được mạng của mình. Nếu như bọn họ chạy tới cứu, chính là đi tìm cái chết, cô ấy vô cùng không hy vọng rằng bọn họ tới cứu cô. Vào thời điểm buổi tối, toàn bộ thiết kỵ sư, thiết huyết sư, hộ bôn sư, đội đặc nhiệm Phượng Hoàng đều đã chạy tới Bắc Cảnh Quân. Thời điểm sư quốc phát động xâm lược với Bắc Cảnh Quân của Long Quốc lúc trước, hộ soái Trấn Trung Lưu Du Thiên đã điều động 300.000 đại quân từ trong khu vực chiến trận ban đầu đi tiếp viện cho Bắc Cảnh Quân, hơn nữa vốn dĩ đã có 500.000 binh lực ở Bắc Cảnh Quân, tổng cộng có 800.000 người. Bây giờ bộ đội chính quy Lê Vĩnh Thiên, Thiết Kỵ Sư, Thiết Huyết Sư và Hộ Bôn Sư cùng tập trung lại tại Bắc Cảnh Quân, Bắc Cảnh Quân lại như hổ thêm cánh. Bắc Cảnh Quân đã là quân đội hùng hậu, ào ào như gió báo, đại chiến đụng một phát liền bùng nổ. Chỉ cần phạt sư đại nguyên soái Lê Vĩnh Thiên ra lệnh một tiếng, đội quân hùng hậu này sẽ giết đến sư quốc như sói như hổ. Trước khi khai chiến, lê vĩnh thiên lần nữa triệu tập hộ soái trấn bắc trương lâm lương và tướng lĩnh cấp cao của bắc cảnh quân cùng với tướng lĩnh của thiết kỵ sư thiết huyết sư và hộ bôn sư mở một cuộc hội nghị trước trận chiến cuối cùng sắp xếp chiến thuật lê vĩnh thiên chia ra ba đường sử dụng ba phương pháp cùng lúc cùng tiến lên tiếp ứng lẫn nhau và tiến công chấp nhoáng một lần là đánh tan được sư quốc tất cả tướng lĩnh đều tán thành phương án chiến lược của lê vĩnh thiên hội nghị quyết định để cho 500.000 đại quân Bắc Cảnh quân của Trương Lâm Lương Tiến công sư quốc tử giữa trung tâm con đường. Thiết Kỵ sư cộng thêm 100.000 tướng sĩ của khu vực chiến đấu Trung Nguyên tấn công sư quốc tử bên trái con đường. Thiết Huyết sư cũng cộng thêm 100.000 tướng sĩ của khu vực chiến đấu Trung Nguyên tấn công sư quốc tử bên phải con đường. Hộ Soái Thiên, tôi và hộ Bôn sư còn có đội đặc nhiệm Phượng Hoàng không quản ngàn dặm xa chạy đến Bắc Cảnh quân, tại sao chúng ta lại không có nhiệm vụ? Trong hội nghị Phạm Cương nhìn thấy Lê Vĩnh Thiên chưa sắp xếp giao nhiệm vụ cho mình và hộ bôn sư, đội đặc nhiệm Phượng Hoàng, ngay lập tức hỏi tới. Cậu và hộ bôn sư, đội đặc nhiệm Phượng Hoàng, có nhiệm vụ nặng nề hơn. Lê Vĩnh Thiên nói. Nhiệm vụ gì, mới hộ soái thiên gia chỉ thị. Phạm Cương nói. chương 977 cứu Hà Ngọc Vinh. Cậu cùng sư đoàn dũng sĩ với đội đặc nhiệm Phượng Hoàng tấn công chủ yếu về phía thủ đô sư quốc, cứu Hà Ngọc Vinh. Lê Vĩnh Thiên nói. Được, Hà Ngọc Vinh ám sát quốc vương sư quốc, vì Long Quốc nên lập công lớn, chúng ta nhất định phải cứu cô ấy trở về bằng bất cứ giá nào. Vấn đề bây giờ là, chúng ta không biết Hà Ngọc Vinh đang bị giam giữ ở đâu, chỉ sợ rằng lúc chúng ta chưa kịp đánh hạ được thủ đô sư quốc, cô ấy đã bị xử tử trước rồi. Phạm Cương nói, tôi đã cho tổ đặc công xe đầu mai phục ở sư quốc đi điều tra nơi ở của Hà Ngọc Vinh rồi, với năng lực làm việc của bọn họ, hẳn là sẽ sớm điều tra ra được. Lê Vĩnh Thiên nói, lời của lê vĩnh thiên còn chưa dứt một nhân viên tình báo đã chạy vào báo cáo hộ soái lê đặc vụ tổ xe đầu trương anh nguyên gọi mật điện tới lấy tới đây cho tôi lê vĩnh thiên nói dạ nhân viên tình báo lập tức đưa điện thoại cho lê vĩnh thiên nghe tôi là lê vĩnh thiên mời nói lê vĩnh thiên nhận điện thoại rồi nói hộ soái lê chúng tôi đã tìm ra tung tích của đội trưởng hà trương nguyên anh nói tốt vậy hà ngọc vinh bị nhốt ở đâu lê vĩnh thiên hỏi đội trưởng hà đang bị giam giữ ở trong nhà tù vây ma ở thủ đô sư quốc trương anh nguyên nói hóa ra cô ấy vậy mà bị nhốt trong nhà tù vây ma lê vĩnh thiên nói đúng vậy nhà tù vây ma là nhà tù được canh gác nghiêm ngặt nhất ở sư quốc có phòng thủ kiên cố với cả có rất nhiều binh lính và ngựa canh gác chúng ta nên làm thế nào để cứu đội trưởng hà đây mong nhận được chỉ thị của hộ soái lê trương anh nguyên nói cậu không cần phải lo chuyện giải cứu Hà Ngọc Vinh, tôi sẽ tìm cách để cứu cô ấy. Nếu các cậu có thể có được bản vẽ cấu trúc của nhà tù vây ma này thì lập tức gửi cho tôi một bản. Vâng, vậy chờ chúng tôi vẽ lại cấu trúc của nhà tù vây ma xong rồi gửi cho anh. Trương Anh Nguyên nói. Được rồi, vậy các cậu hãy nắm chắc kết cấu của nhà tù vây ma rồi gửi cho tôi bản vẽ. Lê Vĩnh Thiên nói. Vâng. Sau khi cúp điện thoại, Lê Vĩnh Thiên nói với các tướng sĩ, Hà Ngọc Vinh đang bị giam ở trong nhà tù vây ma ở thủ đô Sư Quốc, tôi quyết định sẽ đích thân dẫn sư đoàn dũng sĩ với đội đặc nhiệm Phượng Hoàng đi giải cứu Hà Ngọc Vinh. Các tướng sĩ đều sướng sờ khi nghe tin này, không ngờ Lê Vĩnh Thiên vậy mà lại muốn đích thân dẫn đội ngũ tiến sâu vào thủ đô Sư Quốc để cứu Hà Ngọc Vinh. Hộ Soái Lê, anh là Phạt Sư Đại Nguyên Soái, chỉ huy hàng vạn quân lính, làm sao có thể mạo hiểm xông vào thủ đô của quân địch được chứ? Anh nhất định phải chỉ huy chiến trường phía Bắc chứ? hộ soái trấn giữ phía bắc trương lâm lương khuyên nhủ trước đúng vậy hộ soái lê đất kẻ thù chắc chắn sẽ có canh phòng nghiêm ngặt bốn phía đều nguy hiểm nên anh không thể mạo hiểm đi được giải cứu hà ngọc vinh là chuyện nhỏ cứ giao cho chúng tôi làm là được rồi phạm cương cũng nói hộ soái lê nhà tù vây ma trên đất kẻ thù vốn là nơi cực kỳ nguy hiểm người bị nhốt ở bên trong chưa một ai chạy thoát thành công anh là thống soái ba quân không thể lấy thân mình ra mạo hiểm được một vị tướng lĩnh cấp cao bắc cảnh quân nói. Nhưng mà, Lê Vĩnh Thiên lại nói các cậu cũng đừng khuyên tôi nữa, ý tôi đã quyết. Hà Ngọc Vinh đã vì Long Quốc mà lập nhiều công lớn, bây giờ cô ấy đã rơi vào tay kẻ thù, tôi phải đích thân cứu cô ấy về. Về phần nhà tù vây ma, mặc kệ nó kinh khủng như thế nào, một khi quân đội của chúng ta đến, nhất định sẽ có thể san bằng được nó. Hộ Soái Lê, nếu anh tới Sư Quốc giải cứu Hà Ngọc Vinh, vậy thì ai sẽ là người chấn thủ chỉ huy? Trương Lâm Lương hỏi. Hộ Soái Trương, quyền chỉ huy chiến trường phía Bắc sẽ do cậu phụ trách. Lê Vĩnh Thiên nói. Anh là Phạt Sư Đại Nguyên Soái, nên phải là anh tới chấn thủ mới đúng. Không bằng anh để tôi dẫn sư đoàn dũng sĩ với đội đặc nhiệm Phượng Hoàng Tiến vào thủ đô Sư Quốc, cứu Hà Ngọc Vinh. Không được, sư đoàn dũng sĩ với đội đặc nhiệm Phượng Hoàng là chiến đội do tôi chỉ huy chính, và cũng chỉ có tôi mới hiểu được đặc điểm chiến đấu của bọn họ. Còn cậu, thân là hộ soái trấn giữ phía bắc cuộc trinh phạt sư quốc lần này hầu hết binh lính và ngựa đều là tướng sĩ ở phía bắc để cho cậu tới trấn thủ chỉ huy là quá thích hợp lê vĩnh thiên nói trương lâm lương biết lê vĩnh thiên nếu đã quyết định điều gì thì chín con trâu cũng kéo không lại nên cũng không thuyết phục anh nữa đành phải hỏi hộ soái lê ba ngày nữa hà ngọc vinh sẽ bị xử tử trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy làm sao anh có thể tiến vào thủ đô sư quốc được Quân đội ba bên của chúng ta sẽ đồng thời tấn công mãnh liệt vào sư quốc, chắc chắn sẽ thu hút một lượng lớn quân từ sư quốc, đến lúc đó tôi sẽ khiến bọn họ bất ngờ, dẫn đầu là sư đoàn dũng sĩ với đội đặc nhiệm Phượng Hoàng Tránh đi quân bên sư quốc, sau đó bí mật tấn công nhà tù Vây Ma, đánh nhanh thắng nhanh, hẳn là sẽ có thể giải cứu được Hà Ngọc Vinh." Lê Vĩnh Thiên nói. "Đây cũng là một phương pháp tốt, nhưng nếu anh tấn công nhà tù Vây Ma, có thể sẽ bị một số lượng lớn quân địch bao vây." cho dù anh có thể san bằng cái nhà tù đó và giải cứu được hà ngọc vinh vậy làm thế nào để anh phá được vòng vây trở về tôi có biện pháp của mình trong lòng tôi đã có kế hoạch chi tiết rồi lê vĩnh thiên nói được rồi tôi làm theo chiến lược của anh nhưng anh thân là phạt sư đại nguyên soái mà lại tự mình đi sâu vào hang hổ để cứu hà ngọc vinh chuyện này cực kỳ quan trọng dù muốn hay không thì trước tiên anh cứ báo lại một chút với long chủ để xin ý kiến của long chủ xem sao trương lâm lương hỏi không cần báo cáo lại với Long chủ, Long chủ mỗi ngày đều phải xử lý một đống chuyện rồi, chúng ta ở bên ngoài cũng không cần chuyện gì cũng đi làm phiền Long chủ. Lê Vĩnh Thiên cũng lo lắng Long chủ sẽ không đồng ý để anh tự mình đi cứu Hà Ngọc Vinh, vì vậy anh quyết định không báo cáo lại với anh ta. Được rồi, vậy thì anh nhất định phải cẩn thận một chút, nhất định phải an toàn trở về. Trương Lâm Lương nói, tôi sẽ, bây giờ thời gian không còn nhiều nữa, chúng ta phải nhanh chóng hành động thôi. Đúng 2 giờ rạng sáng, chúng ta sẽ phát động cuộc tổng tiến công vào sư quốc." Lê Vĩnh Thiên nói. "Được, tất cả các tướng lĩnh tham gia hội nghị đồng thanh lên tiếng. Ngay sau cuộc họp, sau khi vạch ra kế hoạch tác chiến và thời điểm diễn ra cuộc chiến, Trương Anh Nguyên đã gửi tới sơ đồ cấu trúc của nhà tù Vây Ma. Chương 978 bản vẽ. Sau khi Lê Vĩnh Thiên có được bản vẽ cấu trúc của nhà tù Vây Ma, anh lập tức triệu tập Phạm Cương tướng chủ lực của sư đoàn dũng sĩ và cũng là trụ cột chính của đội đặc nhiệm Phượng Hoàng, để cùng nghiên cứu kế hoạch chi tiết giải cứu Hà Ngọc Vinh. Bắc Cảnh Quân, Quân Trung Nguyên, Thiết Kỵ Sư và Thiết Huyết soái đều đang dốc hết sức để chuẩn bị trước cuộc chiến. Bởi vì 2 giờ dạng sáng, một cuộc chiến toàn diện chống lại sư quốc sắp sửa bắt đầu khai chiến. Tên lửa và bệ phóng tên lửa ở các căn cứ đều đã sẵn sàng, ngay khi trận chiến bắt đầu, tên lửa sẽ được sử dụng để tiêu diệt các căn cứ quân sự quan trọng của địch. Xe tăng và xe bọc thép của Từng Sư Đoàn cũng đã sẵn sàng xuất kích. Một khi trận chiến nổ ra, đầu tiên sẽ dùng hỏa lực để bao trùm quân địch. Các máy bay chiến đấu trên sân bay cũng đều đã được chuẩn bị tốt, chỉ cần khai chiến là chúng sẽ lập tức bay ra chiến trường và thực hiện các cuộc không kích. Lúc này, ở nhà họ Ngụy, Ngụy Nghiêm lại gọi hai đứa con trai của mình là Ngụy Nguyên Trác với Ngụy Nguyên Tùng vào mật thất. Bây giờ Long Quốc đang chuẩn bị bắt đầu khai chiến với Sư Quốc đầu tiên hộ soái Lê Lê Vĩnh Thiên cũng đã nhận lệnh làm phạt sư đại nguyên soái và đang hướng về phía Bắc. Thời cơ chúng ta muốn phát động một cuộc đảo chính rốt cuộc xuất hiện rồi. Ngụy Nghiêm nói, bố, chuyện này không nên kéo dài, chúng ta hãy hành động vào đêm nay đi. Ngụy Nguyên chắc nói, đúng vậy, hiện tại năm hộ soái chỉ huy lớn không còn ở Long Đô nữa, mà Long Cung cũng cực kỳ chống trải, đây là thời điểm tốt nhất để phát động một cuộc đảo chính. Ngụy Nguyên Tùng nói, Thời điểm bây giờ có vẻ thích hợp thật, nhưng xem ra vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp nhất." Ngụy Nghiêm nói. "Bố, vậy thời điểm tốt nhất là khi nào?" Ngụy Nguyên Tùng hỏi. "Chờ đến khi Long quốc của chúng ta chính thức khai chiến với sư quốc, đó mới là thời cơ tốt nhất." Ngụy Nghiêm nói. "Tại sao phải đợi đến thời điểm Long quốc chính thức khai chiến với sư quốc?" Ngụy Nguyên Tùng hỏi. "Bởi vì một khi chiến tranh đã nổ ra, Lê Vĩnh Thiên sẽ không có thuật phân thân, hơn nữa anh ta không thể thoát được ra ngoài." lại càng không thể quay lại giải cứu ngụy nghiêm nói được vậy chúng ta cứ từ từ mà đợi ngụy nguyên tùng nói long quốc sẽ khai chiến với sư quốc bất kỳ lúc nào con cũng phải chuẩn bị cho các cao thủ ở điện thiên cang bất cứ lúc nào đấy ngụy nghiêm nói vâng thưa bố nuôi quân ngàn ngày cuối cùng cũng có ngày phải dùng tới các cao thủ ở điện thiên cang từ lâu đã muốn làm việc lớn cho chúng ta ngụy nguyên tùng nói con đi nói cho bọn họ biết chỉ cần giúp nhà họ Ngụy chúng ta cướp được nước, chúng ta nhất định sẽ không bạc đãi với bọn họ." Ngụy Nghiêm nói. Ở phía bên kia sư quốc, lúc nhìn thấy quân đội của Long quốc đang tập kết ở biên giới thì tất cả đều bắt đầu hoảng sợ. Vị tân quốc vương của sư quốc đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp trong đêm để thảo luận các biện pháp đối phó. Tại cuộc họp, ý kiến của các lãnh đạo cấp cao của sư quốc rất khác nhau. Một số người ủng hộ việc sử dụng Hà Ngọc Vinh để đổi lấy 50.000 tù binh chiến tranh. Một số người ủng hộ việc cầu hòa cúi đầu nghe theo Long Quốc, và cũng có những người lại chủ trương chiến đấu với Long Quốc đến hơi thở cuối cùng. Mỗi người đều phát biểu ý kiến riêng của mình, đánh võ mồm với nhau liên tục, tranh luận cực kỳ gay gắt đến mức suýt chút nữa là lao vào đấm nhau luôn. Bởi vì tân quốc phương của sư quốc mới nhậm chức nên vẫn chưa có uy tín, quyền lực không tập trung trong tay ông ta nên căn bản không kiểm soát giải quyết dứt khoát hay đưa ra quyết định cuối cùng được. Cuộc họp dù bàn bạc đến khuya nhưng vẫn không có kết quả. Thấm thoát cũng đã đến 2 giờ sáng. Thời gian phát động một cuộc tổng tiến công vào sư quốc tới rồi. Theo lệnh của Lê Vĩnh Thiên, các tên lửa đạn đạo của căn cứ thử nghiệm ở phía Bắc bắt đầu phóng lên trời, bay tới các căn cứ quân sự trọng yếu khác nhau ở sư quốc. chương 979 pháo lực. Các loại pháo phản lực cũng cùng lúc phóng ra, còn có 10.000 khẩu đại bác đồng loạt bắn ra, tiếng gào thét xé không gian bay tới trận địa biên phòng của sư quốc. Trong lúc nhất thời, đủ loại đạn pháo bay đầy trời, chiếu sáng rực cả bầu trời đêm tối đen như mực. Tuy rằng bên phía sư quốc đã tiến hành ngăn chặn, nhưng tên lửa đạn đạo, đạn pháo vẫn không ngừng rơi vào trong trận địa. Bùm bùm bùm, đủ loại tên lửa đạn đạo, đạn pháo đều dồn dập phát ra tiếng nổ mạnh ở trong trận địa quân địch, ánh lửa mút trời, đạn nổ khiến cho phía quân địch người chết như ngả dạ. Quân địch hoàn toàn không nghĩ tới Long Quốc có thể nói đánh là đánh, nhanh như vậy đã khai chiến rồi bọn họ vội vàng ứng chiến, hoàn toàn không kịp tổ chức một cuộc đánh trả hiệu quả. Quan trọng nhất là bây giờ lãnh đạo cấp cao của bọn họ đều đang họp với quốc phương sư quốc tân nhiệm ở thủ đô, chiến đấu hay là cầu hòa, lúc này vẫn còn chưa đưa ra được một kết quả rõ ràng. Chấm. Thủ đô sư quốc. Quốc phương sư quốc tân nhiệm và nhóm lãnh đạo cấp cao của sư quốc vẫn còn đang họp, đột nhiên nhận được tin tức Long Quốc đã phát động tổng tiến công với sư quốc, tất cả đều trở nên hoảng loạn rồi quốc vương sư quốc, lòng quốc đã khai chiến với chúng ta rồi, còn tiếp tục thảo luận như vậy, chúng ta có thảo luận đến trời sáng cũng sẽ không có kết quả đâu, mau chóng đưa ra quyết định thôi. Một vị quan trước nói, rốt cuộc là chiến hay hòa, chúng ta phải nhanh chóng đưa ra quyết định. Bằng không, binh lực của chúng ta cũng không biết nghênh chiến như thế nào. Lại có một vị đại tướng suốt ruột lên tiếng. Long quốc gần đây liên tục giành được thắng lợi lớn, tinh thần của chiến sĩ đang thịnh, khí thể không thể đỡ nổi, chúng ta vẫn nên mau chóng cầu hòa đi. Một vị quan chức bắt đầu chủ trương cầu hòa. Sư quốc của chúng ta binh hùng tướng mạnh, vốn dĩ muốn thôn tính Long Quốc, sao có thể cầu hòa với Long Quốc chứ? Cầu hòa, có nghĩa là phải cắt đất, bồi thường chiến tranh. Đây là chuyện vô cùng nhục nhã, chúng ta không thể cầu hòa. Một vị đại tướng lên tiếng phản đối. Bây giờ quốc phương sư quốc tân nhiệm đã vô cùng hoang mang lo sợ, tâm tư rối loạn rồi. Ông ta không muốn mình vừa mới nhậm chức một ngày, còn chưa làm quốc vương sư quốc cho đã hiền đã phải cầu hòa đâu. Ông ta trời sinh cố chấp, vẫn muốn đánh một trận với Long quốc, hưởng thụ một chút quyền lực tối cao, điều binh khiển tướng ngoan cố chống lại một phen, xem xem kết quả thế nào rồi mới quyết định có muốn cầu hòa hay không. Ý của bản vương đã quyết, sẽ cùng quân địch Long quốc quyết một trận tử chiến. Các vị lập tức người nào về vị trí của người đó, trở về ngăn địch. Tân quốc vương của sư quốc nói, quốc phương sư quốc, tuyệt đối không thể ạ. À. Bây giờ các nước đồng minh của chúng ta, nước liệp ưng, nước cự hùng, nước dẫn giao đều đang ngồi xem hổ đấu, ngồi yên không để ý đến chúng ta. Lực lượng của một nước chúng ta sao có thể chống lại được với đội quân lớn mạnh của Long Quốc chứ? Một vị quan chức chủ trương cầu hòa nói. Quốc phương sư quốc, Long Quốc đã đưa ra điều kiện dùng 50.000 tù binh trao đổi lấy một mình Hà Ngọc Vinh. Điều kiện tốt như vậy vì sao ngài không đồng ý chứ? ngài khăng khăng làm theo ý mình, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, sư quốc chúng ta sẽ vì sự cố chấp của ngài mà phải trả một cái giá vô cùng nghiêm trọng. Lại thêm một quan chức chủ trương cầu hòa nói. Quốc phương sư quốc, lần này Long Quốc bổ nhiệm hộ soái bảo vệ bậc nhất của bọn họ làm phạt sư đại nguyên soái Lê Vĩnh Thiên bách chiến bách thắng, đánh đầu thắng đó, sao chúng ta có thể chống lại một chiến thần Lê Vĩnh Thiên có một không hai này được? Nếu như chiến đấu một mất một còn với Long Quốc, sư quốc chúng ta sẽ lâm vào tình cảnh nước sôi lửa bỏng, thậm chí nước mất nhà tan. Một vị quan chức chủ trương cầu hòa khác nói. Quốc phương sư quốc tân nhiệm nhìn thấy mình cũng đã vỗ bản đưa ra quyết định rồi, mà vẫn có nhiều quan chức phản đối như vậy, làm cho mình không có lấy một tí xíu uy nghiêm nào. Nhất thời ông ta tức giận không thôi, hét lớn, không cần phải nói nữa. Nếu ai còn dám phản đối quyết định của bản vương, thì chính là làm dao động lòng quân, chém đầu không tha. Nghe thấy Quốc Vương Sư Quốc Tân Nhiệm nói như vậy, những quan chức phản đối xuất binh đánh trận đều không dám nhiều lời nữa. Mặc dù danh tiếng của Quốc Vương Sư Quốc Tân Nhiệm không cao lắm, nhưng dù sao ông ta cũng là người thừa kế Quốc Vương Sư Quốc theo luật định, quyền hành quyết xử lý một vài quan chức vẫn có. Tân Quốc Vương của Sư Quốc nhìn thấy cả đám quan chức đều không dám nhiều lời nữa, trong lòng vô cùng hưởng thụ loại cảm giác sức mạnh tối cao này, lại nói tiếp, Long Quốc đã khai chiến với Sư Quốc chúng ta, thời gian cấp bách. Các vị lập tức trở về ứng chiến, nhất định phải ngăn cản quân địch Long Quốc đuổi bọn họ ra khỏi biên giới, tuyệt đối không cho phép bọn họ bước vào sư quốc ta nửa bước. Vâng, các quan chức văn võ đồng loạt hô lên. Tuy rằng rất nhiều tướng lĩnh đều không muốn đánh nhau với Lê Vĩnh Thiên, nhưng tân quốc phương của sư quốc đã hạ mệnh lệnh rồi, bọn họ không thể không lập tức trở về nơi đóng quân của mình, nghênh chiến với đội quân lớn mạnh của Long Quốc. Chấm. Long Quốc Bắc cảnh. Sau khi hỏa tiến Đạn pháo của Long Quốc tiến hành mấy trận hỏa lực bao phủ toàn bộ mặt trận biên phòng sư quốc, trận địa quan trọng ở gần biên giới của quân địch cơ bản đã bị phá hủy rồi. Lê Vĩnh Thiên đích thân đi tới tiền tuyến, nhìn thấy thời cơ đã đến, kiếm thần tiểu lâu thính Vũ Cầm trong tay chỉ về phía trước, anh hét lớn một tiếng với toàn quân tướng sĩ, toàn quân ra trận. Chương 980 hiệu lệnh. Theo một tiếng hiệu lệnh của Lê Vĩnh Thiên vừa phát ra, ba tuyến đội quân lập tức đi đến trong biên giới của sư quốc. Tuyến đội quân ở giữa là 500.000 bắc cảnh quân của Trương Lâm Lương. Tuyến đội quân bên trái là thiết kỵ sư và thêm hơn 100.000 tướng sĩ của khu vực chiến đấu Trung Nguyên. Tuyến đội quân bên phải là thiết huyết sư và cũng thêm 100.000 tướng sĩ của khu vực chiến đấu Trung Nguyên. Ba tuyến đội quân từ ba đường khác nhau đồng thời tấn công sư quốc. Xe tăng, xe bọc thép của mỗi tuyến đội quân mở đường ở phía trước, trùng trùng điệp điệp, đằng đằng sát khí. Máy bay chiến đấu cũng bắt đầu cất cánh từ sân bay, tiến hành tập kích đường không với mặt trận quân địch, thực hiện tấn công chuẩn xác, tiêu diệt sinh lực của quân địch. Những quân địch sống sót sau trận chiến kia đối mặt với đội quân lớn mạnh trang bị hoàn hảo của Long Quốc, căn bản không có cách nào chống lại, bị giết đến kêu khóc thảm thiết, thi thể chất ngang dọc khắp nơi. Các tướng lĩnh cao cấp họp ở thủ đô sư quốc trước đó, bây giờ vẫn còn đang trên đường gấp gáp trở về bởi vì quốc vương sư quốc tân nhiệm triệu tập các tướng lĩnh cao cấp của sư quốc đến thủ đô họp vào thời điểm quan trọng nhất này cho nên quân đội của sư quốc giống như rắn mất đầu chiến đấu hỗn loạn vì thế khi long quốc phát động tổng tiến công bọn họ đều chưa chuẩn bị đầy đủ bị đánh cho trở tay không kịp những tướng lĩnh cao cấp sư quốc từ thủ đô gấp gáp trở về ứng chiến còn chưa đến được chiến trường các trận địa ở xung quanh biên giới đều đã dồn dập thất thủ rồi chỗ nào ba tuyến đội quân của long quốc đặt chân đến dọc đường dễ dàng như trở bàn tay, khí thế như trẻ tre. Lê Vĩnh Thiên và Sư đoàn Dũng Sĩ, đội đặc nhiệm Phượng Hoàng, còn có 100.000 tướng sĩ khu vực chiến đấu Trung Nguyên dư lại trước tiên vẫn án binh bất động, dừng lại ở Bắc Cảnh. Bởi vì anh dự định dùng những đội quân này để bí mật tập kích bất ngờ thủ đô Sư Quốc, sàn bằng nhà tù vây ma, nghĩ cách cứu viện Hà Ngọc Vinh. Bây giờ thời cơ vẫn còn chưa đến, cho nên không thể tùy tiện hành động. Muốn từ Bắc Cảnh giết tới thủ đô Sư Quốc, trên đường phải đi qua rất nhiều cứ điểm quan trọng của quân địch, thế mới biết đây cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Chấm. Trời, bất chi bất giác đã sáng rồi. Trong thời gian một đêm, ba tuyến đội quân của Long Quốc đã đánh phá rất nhiều trận địa của quân địch, tin chiến thắng liên tiếp truyền đến. Một đêm này, bên phía quân địch người chết kẻ bị thương vô số, máu chảy thành sông nhân dân long quốc biết được đêm hôm qua phạt sư đại nguyên soái chỉ huy đội quân bắc cảnh liên tục đánh chiếm được rất nhiều thành phố của sư quốc tất cả mọi người đều phấn khởi không thôi rốt cuộc bọn họ cũng cảm nhận được sự hùng mạnh và khí phách của long quốc rồi bởi vì quốc vương long quốc đã từng nói người động tới long quốc ta tuy xa nhưng nhất định sẽ giết bây giờ cuối cùng long quốc đã nói là làm rồi đã không còn giống như trước kia nữa sau khi bị người ta bắt nạt chỉ có thể ồn ào một phen, sau đó thì sống chết mặc bay. Thời đại khuất nhục kia đã là quá khứ không quay lại nữa rồi. Quốc vương Long Quốc biết được phạt sư đại nguyên soái Lê Vĩnh Thiên chỉ huy ba tuyến đội quân tiến triển thuận lợi, một đường công thành nhổ trại, mặt, rồng cũng vô cùng vui mừng. Lê Vĩnh Thiên nắm dự ấn soái ra trận, quả nhiên là đánh đầu thắng đó nha. Một vị quan chức nói. Đương nhiên rồi, lê hộ soái từ trước đến nay đều là bách chiến bách thắng bất khả chiến bại quốc phương long quốc nói quốc phương long quốc bổ nhiệm lê hộ soái làm phạt sư đại nguyên soái dùng người thật sự là quá chuẩn rồi một vị quan chức nịnh nọt nói long quốc chúng ta cần thêm mấy vị tướng tài như lê hộ soái lo gì không thống nhất được thế giới quốc phương long quốc nói tướng tài giống như lê hộ soái là trăm năm khó gặp thế gian ít thấy được một vị thì có thể càn quét thiên hạ rồi một vị quan chức nói. Đúng vậy, dựa theo tốc độ tiến triển hiện nay, đội quân của Lê Hộ Soái đánh phá thủ đô Sư Quốc, bắt sống tân quốc vương của Sư Quốc, đó là chuyện trong tầm tay rồi. Lại thêm một vị quan chức nói. Quốc vương Long Quốc và các vị quan trước biết được đội quân của Lê Vĩnh Thiên tiến triển thuận lợi đều rất vui mừng, duy nhất chỉ có một người giàu dĩ không vui. chương 981 Đà Lạt Người này chính là Bộ trưởng Ngụy Nghiêm bởi vì đại quân của lê vĩnh thiên tiến triển thuận lợi như thế ông ta không dám dễ dàng vây công long cung bắt sống long chủ phát động chính biến một khi ông ta phát động chính biến long chủ bị bắt sống tin tức truyền tới lê vĩnh thiên bên kia nhất định lê vĩnh thiên sẽ chỉ huy đại quân quay về cứu long chủ ông ta muốn kết quả là lê vĩnh thiên và quân địch sư quốc ở trạng thái rằng co không có cách nào phân thân kết quả lý tưởng nhất là lê vĩnh thiên bị quân địch sư quốc vây khốn không thể thoát thân nhưng dựa theo tình huống trước mắt, đại quân của Lê Vĩnh Thiên không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Trừ phi ông ta có thể cung cấp kế hoạch tác chiến của Lê Vĩnh Thiên cho sư quốc. Chỉ là, kế hoạch tác chiến của Lê Vĩnh Thiên đều là tuyệt mật, người của ông ta căn bản không có cách nào đụng tới. Bây giờ Ngụy Nghiêm chỉ có thể gửi hy vọng tới việc Lê Vĩnh Thiên đắc ý vinh váo, tự tìm đường chết, muốn đấu tranh anh dũng, sau đó bị nhốt. Thành phố Đà Lạt, Chu Nhược Mai, Lê Tuyết Tương, Lê Tịnh Vi, Nguyễn Tú Hằng biết được tối hôm qua ở biên giới phía Bắc Lê Vĩnh Thiên đã khởi xướng tổng tiến công với sư quốc, hơn nữa đạt được đại thắng, đều vui vẻ không thôi. Cho tới bây giờ, bọn họ mới biết được thì ra Lê Vĩnh Thiên nhanh chóng tới biên giới phía Bắc là phải khai chiến với sư quốc. Hôm nay trường học ở thành phố Đà Lạt đã chính thức khai giảng. Sở Nhược Mai và Lê Tuyết tương tự mình đưa Lê Tịnh Vi đi học. Trước đó Lê Vĩnh Thiên cũng đã sắp xếp xong xuôi, để cho Lê Tịnh Vi vào lớp của Lê Giai Huệ. Hiệu trưởng bên thành phố Vĩnh Thụy cũng đã gửi thủ tục chuyển trường tới trường trung học số 1 Nam Giang, ngay cả sách giáo khoa của Lê Tịnh Vi cũng gửi lại đây. Lê Tịnh Vi thuận lợi chuyển tới trường trung học số 1 Nam Giang để học. Triệu Đình Vũ và Lại Nhi ở dưới sự điều trị tỉ mỉ của thần y Lưu Đại Thông thì vết thương khôi phục tốt hơn nhiều. Triệu Đình Vũ và Lại Nhi đều trải qua huấn luyện đặc biệt, cơ thể đặc biệt tốt, cho nên khôi phục tương đối nhanh chóng. Sư quốc bên kia. Tối hôm qua tin dữ Sư quốc thua trận liên tiếp chuyển đến, làm quốc phương tân nhiệm của Sư quốc vẫn luôn kinh hồn táng đảm, một đêm không ngủ. Ông ta nằm mơ cũng không nghĩ đến, bản thân mới vừa nhậm chức thì gặp cuộc tiến công quy mô của Long quốc, mà binh mã của Sư quốc ông ta đối mặt với sự chỉ huy đại quân của Lê Vĩnh Thiên, thế mà lại không chịu được một đòn. Dân chúng Sư quốc biết được tối hôm qua trận địa của quốc gia liên tục thất thủ, Binh mã thương vong vô số, xác chết nằm khắp nơi, máu chảy thành sông, đều bắt đầu sôi nổi biểu tình ở thủ đô, công khai lên án sự cố chấp và vô năng của quốc vương tân nhiệm. Thậm chí dân chúng có chút quá kích và người nhà của binh lính đã bỏ mình còn vây công cung điện hoàng gia của sư quốc, yêu cầu quốc vương tân nhiệm xuống đài. Quốc vương tân nhiệm của sư quốc sợ tới mức tránh ở trong cung điện, cũng không dám ra ngoài gặp người. Nhưng mà ông ta vừa mới lên làm quốc vương, không có khả năng dễ dàng xuống đài cũng không có khả năng chủ động tự nhận lỗi từ chức. Ông ta cảm thấy sư quốc có binh hùng tướng mạnh, tuy rằng tối hôm qua thua thiệt, nhưng vẫn là có thể nhất quyết sống mái với Long Quốc. Ông ta ở trong cung điện điều binh khiển tướng, ngăn chặn đại quân của Long Quốc, muốn đánh một trận thắng để vãn hồi một ít mặt mũi và uy nghiêm của ông ta. Nhưng mà các tướng lĩnh cao cấp của sư quốc đều lòng giả khó lường, đánh bàn tính nhỏ của họ, muốn bảo tồn thực lực, khó có thể đồng lòng ứng chiến nhân tâm của các vị lãnh đạo sư quốc không đồng đều, cục diện hỗn loạn, sao có thể một lòng cùng vạn người đối kháng với đại quân của Long Quốc. Ba đường đại quân của Long Quốc, vào ban ngày cũng vẫn tiếp tục tiến về phía trước như cũ, thừa thắng sông lên. Bởi vì, hai ngày sau, Hà Ngọc Vinh sẽ bị bị quốc vương tân nhiệm của sư quốc xử tử, bọn họ cần phải đánh tới phụ cận thủ đô sư quốc trong khoảng thời gian có hạn mới có thể sáng tạo cơ hội cho Lê Vĩnh Thiên cứu Hà Ngọc Vinh. Ba đường đại quân từ ba phương hướng khác nhau cùng nhau tiến lên, dùng cách tiến công chấp nhoáng không ngừng phá được trận địa của quân địch. Đại quân đến đâu thì nơi đó thế như trẻ tre. chương 982 không dám chi viện. Quốc phương mới của sư quốc trốn ở trong cung điện không ngừng điều binh khiển tướng, muốn bày mưu lập kế, quyết thắng ngàn dặm. Nhưng mà rất nhiều tướng lĩnh căn bản là không nghe ông ta điều khiển, dù là phụng mệnh hành sự thì cũng là hành quân thông thả. Những đoàn quân bị đại quân của Long quốc vây công căn bản là không có được chi viện hữu hiệu. Có mấy tướng lĩnh Phụng mệnh chi viện, nhìn thấy đại quân của Long quốc thì bắn mấy phát rồi chạy, rất là có lệ. Có mấy tướng lĩnh Phụng mệnh ngăn chặn, thậm chí nhìn thấy đại quân của Long quốc nghe tiếng đã chuồn. Bọn họ có chút muốn bảo tồn thực lực của chính mình, có chút là bị uy danh của Lê Vĩnh Thiên dọa cho mất mật. Cục diện binh bại như núi đổ này rốt cuộc cũng làm quốc phương mới biết làm quốc phương sư quốc cũng không phải dễ làm như vậy muốn bày mưu lập kế, quyết thắng ngàn dặm cũng không phải dễ dàng như vậy. Nước liệp ưng, nước cự hùng nhìn thấy binh mã của sư quốc bị đại quân của Lê Vĩnh Thiên đánh đến quân lính tan giã, càng không dám xuất binh đi giúp sư quốc. Bọn họ cũng không có nghĩ đến, binh mã của sư quốc ở dưới sự thống lĩnh của quốc vương tân nhiệm vậy mà không chịu được một đòn như thế. Quốc phương của nước dẫn giao bị Trương Minh Nguyệt ám sát, quốc phương mới dù đã nhậm chức cũng không thể hoàn toàn khống chế đại cục, các lãnh đạo đều muốn trước khi quốc vương mới chưa ngồi ổn vương vị thì tranh quyền đoạt vị, thế cục cũng rất phức tạp, rất hỗn loạn. Hơn nữa, hung thủ bắn chết quốc vương cũng còn chưa bắt được, bây giờ bọn họ đang dùng hết sức lực truy bắt hung thủ bắn chết quốc vương, căn bản không rảnh bận tâm đến sư quốc. Tới thời điểm buổi chiều, ba đội quân của Long Quốc lại công chiếm rất nhiều thành trì, bắt đầu có chút mệt nhọc nên đã nghỉ ngơi tại chỗ chỉnh đốn một chút. Suốt cuộc tác chiến liên tục rất mệt nhọc, cần phải nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút. Quốc Vương mới của sư quốc cảm thấy binh mã của Long quốc nghỉ ngơi chỉnh đốn là cho ông ta cơ hội thở dốc, ông ta lập tức triệu tập đại quân, ý đồ tiến hành bao vây tiêu diệt ba đội quân của Long quốc. Nhưng mà, đại quân của Long quốc chỉ là nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, vào lúc trạng vạng lại bắt đầu tiến về phía trước. Binh mã sư quốc còn chưa hình thành thế vây kín ba đường đại quân của Long quốc thì ba đường đại quân của Long quốc đã công chiếm rất nhiều địa điểm chiến lược quan trọng quốc vương tân nhiệm chỉ huy hỗn loạn, làm binh mã của sư quốc đi lại mệt mỏi. Kế hoạch tác chiến của ông ta, vĩnh viễn cũng không theo kịp biến hóa của đại quân Long Quốc. Vào buổi tối, suốt cuộc Lê Vĩnh Thiên xuất lĩnh sư đoàn dũng sĩ, đội đặc nhiệm Phượng Hoàng và 10 vạn quân Trung Nguyên tiến vào trong lãnh thổ sư quốc. Phạm Cương cũng đi theo Lê Vĩnh Thiên cùng xuất trinh. Bởi vì ba đường đại quân đã khai mở xong đường ở phía trước, Lê Vĩnh Thiên xuất lính đại quân một đường thông suốt, cũng không gặp được ngăn trở gì của quân địch. Sư quốc bên kia được biết tin Lê Vĩnh Thiên tự mình xuất lĩnh một đại quân tiến vào lãnh thổ sư quốc, tất cả bị dọa mất mật. Dựa theo lẽ thường, thống soái vạn quân như Lê Vĩnh Thiên sẽ không tự mình xuất trinh hay mang binh lên chiến trường. Bọn họ không biết sốt cuộc Lê Vĩnh Thiên muốn làm gì. Lê Vĩnh Thiên vừa đi, vùng giao chiến phương Bắc cứ giao cho hổ soái chấn giữ phương Bắc Trương Lâm Lương tới tỏa trấn chỉ huy. Ngụy Nghiêm biết được thế mà Lê Vĩnh Thiên tự mình dẫn binh mã tiến vào trong lãnh thổ sư quốc thì tức khắc mừng thầm. Quả nhiên Lê Vĩnh Thiên muốn tìm đường chết, muốn đích thân tấn công sư quốc. Bây giờ ông ta đã bắt đầu âm thầm cầu nguyện quân địch của sư quốc có thể vây Lê Vĩnh Thiên ở trong lãnh thổ của sư quốc. Chỉ cần Lê Vĩnh Thiên bị nhốt, trong khoảng thời gian ngắn cũng không về, thì ông ta có thể xuất lĩnh cao thủ điện thiên cang, tiến vào trong Long Cung, khống chế Long Chủ, lấy danh nghĩa của quốc vương ra lệnh. Lê Vĩnh Thiên xuất lĩnh sư đoàn dũng sĩ, đội đặc nhiệm Phượng Hoàng và 10 vạn quân Trung Nguyên xuất trinh chủ yếu là vì cứu Hà Ngọc Vinh. Bởi vì khoảng cách từ biên giới phía bắc đến thủ đô sư quốc khá xa, anh cần phải nắm chặt thời gian xuất phát, nhanh chóng tới thủ đô sư quốc, nếu không thì ngày mai Hà Ngọc Vinh sẽ bị xử quyết. Bởi vì trước đó ba đường đại quân đã mở đường xong, Lê Vĩnh Thiên xuất lĩnh binh mã, không cần giao chiến với địch nên tốc độ hành quân đặc biệt nhanh. Ba đường đại quân ở phía trước đã giao chiến với địch, đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi, quân địch liên tiếp bại lui. Trải qua một đêm chiến đấu, ba đường đại quân lại tiến về phía trước 100 cây em. Ngày hôm sau, anh xuất lĩnh binh mã đã đuổi kịp ba đường đại quân phía trước, hình thành đường đại quân thứ tư. Sau đó, bốn đường đại quân cùng nhau tiến lên, hướng của quân tiên phong là thủ đô sư quốc. Sở dĩ Lê Vĩnh Thiên xuất phát muộn một ngày là muốn bảo tồn thực lực, bởi vì anh xuất lĩnh binh mã là muốn giết đến thủ đô Sư Quốc, nghĩ cách cứu viện Hà Ngọc Vinh. Quốc phương mới của Sư Quốc nhìn thấy phương hướng của bốn đường đại quân Long Quốc đều là hướng về thủ đô Sư Quốc thì rốt cuộc hoàn toàn luống cuống. Tuy rằng hiện tại khoảng cách của bốn đường đại quân Long Quốc đến thủ đô Sư Quốc còn một đoạn rất dài, ở giữa còn cách rất nhiều địa điểm chiến lược trọng yếu, nhưng ông ta đã nhìn ra tuyến đường hành quân của bốn đường đại quân Long Quốc là muốn vây kín thủ đô Sư Quốc. Quốc Vương mới lại triệu tập đại quân từ bốn phương tám hướng đi ngăn cản bốn đường binh mã của Long Quốc, ông ta muốn quyết chiến với đại quân Long Quốc ở những địa điểm chiến lược trọng yếu bên ngoài thủ đô, mà không phải ở trong thủ đô. Vì để đánh thắng trận quyết chiến này, thậm chí quốc vương mới của sư quốc còn điều đi một nửa quân coi giữ trong thủ đô ra ngoài. Ông ta cảm thấy, chỉ cần ngăn chặn đại quân Long Quốc ở trận địa bên ngoài thủ đô thì thủ đô sẽ an toàn, để lại quá nhiều binh mã ở trong cũng là lãng phí còn không bằng phái đi ra ngoài, gia tăng lợi thế đánh thắng một trận quyết chiến. Lê Vĩnh Thiên đã sớm đoán trước được quốc phương tân nhiệm sẽ cùng đại quân của mình làm một trận tử chiến ở bên ngoài thủ đô. Được biết quốc phương mới đã triệu tập đại quân từ bốn phương tám hướng tới vây kín, thậm chí còn phái một nửa quân coi giữ thủ đô ra ngoài, anh lập tức cho ba đường đại quân hợp binh lại một chỗ, tạo nên biểu hiện giả dối rằng muốn tử chiến một trận cùng quân địch. Quân địch được biết binh tướng mã của Lê Vĩnh Thiên hợp binh một chỗ, càng tin tưởng Lê Vĩnh Thiên muốn theo chân bọn họ tử chiến một trận, cũng chen chúc tới rồi. Binh mã của bọn họ nhiều hơn binh mã của Lê Vĩnh Thiên rất nhiều, rất là tin tưởng có thể bao vây tiêu diệt binh mã của Lê Vĩnh Thiên. Nhưng mà, tới thời điểm buổi tối, Lê Vĩnh Thiên xuất lĩnh sư đoàn dũng sĩ, đội đặc nhiệm Phượng Hoàng và 10 vạn quân Trung Nguyên lặng lẽ đi đường vòng, ám đậu trần thương, đi thẳng đến nhà tù vây ma. Ba đường đại quân còn lại là ở lại tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn, tạo ra vẻ muốn cùng quân địch quyết chiến, hấp dẫn quân địch. Chương 983 nhà tù Vây Ma. 3 giờ sáng tại nhà tù Vây Ma. Hà Ngọc Vinh bị giam ở trong nhà tù Vây Ma, bị ngăn cách với bên ngoài cũng không biết Long Quốc vì muốn cứu cô mà đã bắt đầu tiến hành chiến tranh với sư quốc. Cũng không biết Lê Vĩnh Thiên đã dẫn hộ bôn sư, đội đặc nhiệm Phượng Hoàng cùng với 100.000 quân trung nguyên ám độ Trần Thương chuẩn bị đánh lén nhà tù Vây Ma. Cô ấy chỉ biết ngày mai mình sẽ bị xử tử người sắp chết luôn có rất nhiều sự tiếc nuối. Cô ấy cũng có bố mẹ, cô cũng không nỡ rời xa bố mẹ mình. Nhưng mà không nỡ rời xa cũng không thể làm gì được, bây giờ bản thân cô bị giam ở nhà tù vây ma, khó thoát khỏi tai nạn lần này. Đương nhiên cô ấy cũng không nỡ rời xa đồng đội của mình, nghĩ đến từ nay về sau không thể cùng họ kề vai chiến đấu, cùng nhau cống hiến sức mình cho Long Quốc, vì vậy cô ấy rất đau lòng. Ngày mai bản thân cô ấy phải chết, không thể nào nhìn thấy được ngày long quốc lớn mạnh, thống nhất thiên hạ. Người mà cô không nỡ rời bỏ nhất chính là Lê Vĩnh Thiên. Mặc dù cô ấy cùng với Lê Vĩnh Thiên có duyên không có phận nhưng mà trong lòng cô ấy biết người mình thích nhất trên đời này chính là Lê Vĩnh Thiên. Bởi vì Lê Vĩnh Thiên đã là chồng của người khác, cho tới bây giờ cô ấy không dám tỏ tình với Lê Vĩnh Thiên cũng không muốn phá hoại tình cảm của Lê Vĩnh Thiên và Chu Nhược Mai. Cô ấy chỉ có thể đem tình yêu của mình với Lê Vĩnh Thiên chôn sâu vào đáy lòng. Tiếc nuối lớn nhất trong đời này của cô ấy chính là không thể làm vợ chồng với Lê Vĩnh Thiên. Chỉ cần nghĩ đến từ nay về sau không thể cùng nhau ra chiến trường chiến đấu với Lê Vĩnh Thiên, không thể ở bên cạnh bảo vệ anh thì cô ấy vô cùng đau khổ. Ngày mai mình sẽ bị xử tử, cô ấy còn chưa muốn đi ngủ, tính mạng của cô ấy đã bắt đầu đếm ngược cho nên cô muốn trân trọng sinh mạng của mình cho đến giây phút cuối cùng. Không phải cô ấy sợ chết, cũng không hối hận vì đã đi ám sát quốc vương sư quốc cô đã sớm chuẩn bị tâm lý sẽ có kết quả như vậy cũng đã sớm đoán được sẽ có kết quả như thế này bởi vì nhiệm vụ đi đến nước của quân địch ám sát vua của địch chính là nhiệm vụ thập tử nhất sinh dù là người sắp chết nhưng cô ấy đối với cuộc đời này vẫn còn rất nhiều niềm nuối tiếc cô ấy có quá nhiều tâm nguyện còn chưa thành sự thật đúng lúc này ba tên cai tù canh giữ hà ngọc vinh nhìn thấy hà ngọc vinh bị giam trong tù thì bắt đầu nảy sinh ý xấu với cô ấy con nhỏ Long Quốc này thật đẹp nha, cho tới bây giờ tao chưa từng thấy nữ tù nào đẹp như vậy." Một tên cai tù giữ tợn hai mắt cũng sáng lên. "Đúng vậy, sáng ngày mai thì con nhỏ Long Quốc này sẽ bị xử tử, thật sự đáng tiếc." Một tên cai tù kiêu căng khác chảy nước miếng nói. "Một nữ tù đẹp như vậy nếu không chơi một chút trước khi bị xử tử thì thật sự là phí phạm của trời." Một tên cai tù hung ác với vẻ mặt ác độc nói. "Có lý lắm." nghe nói con nhỏ long quốc này ám sát quốc vương sư quốc nổ bom làm chết rất nhiều binh lính của sư quốc chúng ta thật sự là đáng chết nếu như không hung ác hành hạ cô ta một trận thì trông thể thỏa được mối hận trong lòng của chúng ta tên cai tù kiêu căng hung ác nói đúng dù sao thì ngày mai cô ta cũng sẽ bị xử tử lúc này không hành hạ cô ta thì còn chờ đến khi nào tên ngục tù cao to dữ tợn nói vậy chúng ta phải nắm bắt thời gian Thừa cơ hội trước khi cô ta bị hành hình thì hãy vui đùa với cô ta trước một chút. Nếu không trời vừa sáng thì có muốn chơi đùa cũng không được." Tên cao tù dữ tợn còn lại nói. Hà Ngọc Vinh nghe thấy lời nói của ba tên cai tù thì trong lòng vô cùng hoảng sợ, không ngờ được trước khi bản thân bị hành hình thì bọn họ lại muốn làm nhục mình. Trước khi cô ấy chết còn phải chịu sự hành hạ của cai tù. Lúc này, ba tên cai tù đã mở cánh cửa sắt của nhà tù, vẻ mặt hung ác đi vào. Hà Ngọc Vinh cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Nếu là bình thường cô sẽ không cảm thấy sợ mấy tên cai tù này nhưng bây giờ hai tay của cô đang bị hai sợi xích khóa lại, hai chân cũng đeo xích chân bằng sắt, cho dù cô ấy có võ nhưng cũng không có cách nào phát huy được. Mấy người muốn làm gì? Tay chân Hà Ngọc Vinh đều bị khóa lại, cả người trốn vào trong góc tù, đối mặt với ba tên cai tù mặt mũi hung ác, lần đầu tiên cô ấy cảm thấy sợ hãi. Cho dù bị bắn chết thì cô cũng không cảm thấy sợ nhưng lại sợ nhất chính là bị người ta hành hạ, không thể giữ được sự trong sạch của bản thân trước khi chết. Chương 984 bị đùa giỡn. Chúng tao muốn làm cái gì chẳng lẽ cô còn không nhận ra hay sao?" Tên cai tù kiêu căng kia dâm đãng cười nói. Hà Ngọc Vinh đương nhiên biết bọn họ muốn làm cái gì, câu hỏi vừa rồi của cô cũng chỉ đang nói nhảm thôi. "Đứng lại, đừng có tới đây." Hà Ngọc Vinh tức giận nói. Nhưng mà ba tên cai tù vẫn không có dừng lại vẫn tiếp tục đi đến gần Hà Ngọc Vinh. Dù sao thì trời vừa sáng cô cũng sẽ bị xử tử, nhưng lúc trời còn tối thì chúng ta cùng nhau vui đùa chút đi. Tên cai tù giữ tợn vừa nói vừa đến gần. Đúng vậy, dù sao đi nữa thì cô cũng phải chết, chỉ bằng hãy đùa giỡn với chúng tôi một chút, tôi đảm bảo những giây phút cuối đời cô sẽ cảm nhận được sự vui vẻ tuyệt vời của cuộc sống này. Tên cai tù kiêu căng kia thô lỗ nói. Bọn mày còn dám bước lên phía trước thì tao đảm bảo chúng mày sẽ chết vô cùng thê thảm. Ba tên cai tù thấy hai tay hai chân của Hà Ngọc Vinh đều bị xích lại thì làm sao có thể để ý đến lời nói cảnh cáo của Hà Ngọc Vinh chứ. Nếu như tay chân của Hà Ngọc Vinh không bị xích lại thì có lẽ bọn chúng sẽ sợ cô ấy. Bởi vì cô ấy dám bắn chết quốc vương, nổ chết biết bao nhiêu binh lính, là một kẻ phạm tội nghiêm trọng. Nhưng mà lúc này hai tay hai chân của Hà Ngọc Vinh đều bị xích sắt xích lại, không thể nào cử động được, cho dù có võ cũng không thể nào phát huy được, cho nên bọn chúng không sợ cô ấy chúng tao chẳng những muốn đi về phía trước mà còn muốn làm cho cô kêu to, xem cô có thể làm gì được chúng tao. Tên cai tù kêu căng nói xong thì không trần chờ mà tấn công Hà Ngọc Vinh. Hà Ngọc Vinh né tránh, sau đó dùng xích sắt ở hai tay nhanh chóng xiết cổ của tên cai tù cao lớn kia. Tên cai tù cao to cũng không bị vì sao bản thân lại bị xích sắt xiết cổ. Hà Ngọc Vinh dùng xích sắt xiết cổ của tên cai tù, tên này không thể nói được đâu nào, đến việc hít thở cũng không được, sắc mặt đỏ bừng hai tên cai tù bên ngoài thấy vậy thì hoảng sợ không ngờ hà ngọc vinh vậy mà lại xiết cổ tên cai tù cao lớn chỉ trong chớp mắt bọn chúng không nhìn thấy hà ngọc vinh ra tay như thế nào tất cả mọi thứ xảy ra bất ngờ chỉ trong thời gian rất ngắn thì tên cai tù cao to đã bị xích sắt xiết cổ hà ngọc vinh dùng hết sức của mình để xiết cổ tên cai tù cao to muốn giết chết ông ta dù sao thì bản thân cô ấy sẽ bị xử tử trước khi chết giết thêm một người nữa Bản thân cô ấy sớm hay muộn cũng chết, nếu như bởi vì giết một tên cai tù mà bị xử tử trước thời hạn thì cũng không sao, cũng đỡ cho bản thân bị đám cai tù này với bẩn. Tên cao tù hung ác thất tên cai tù cao to bị Hà Ngọc Vinh dùng xích sắt xiết cổ thì nhanh chóng chạy lên cứu. Hai tay Hà Ngọc Vinh siết chặt cái cổ của tên cao tù cao lớn, dùng cổ của ông ta làm chỗ dựa, hai chân cùng lúc bay lên, đá về phía bên trái của tên cai tù hung ác. À, tên cai tù hung ác bị hai chân của Hà Ngọc Vinh đá vào ngực, lập tức kêu lên thảm thiết, bay về phía sau. Mặc dù hai chân Hà Ngọc Vinh bị xích sắt khóa lại, diện tích hoạt động cũng không lớn nhưng hai chân đồng thời đá tới, cứ đánh như vậy thì xích sắt cũng không có ảnh hưởng gì đến cô. Tên cai tù giữ tận đứng bên phải thấy tên cai tù hung ác bị đá bay đi thì sợ hãi. Cơ thể của tên cai tù hung ác kia ít nhất cũng 100kg, lại bị một cô gái Long Quốc, chân còn mang xích sắt đá bay. Như vậy thì làm sao một tên cai tù dữ tợn không ngạc nhiên cho được chứ? Chương 985 mạnh mẽ. Hà Ngọc Vinh đá bay tên cai tù hung ác đã bay đi, ngay lập tức nhanh như chớp bay lên thật nhanh, dùng xích sắt ở hai chân mình xiết cổ tên cai tù dữ tợn còn đang ngơ ngác kia. A, à, cổ của tên cai tù dữ tợn kia đột nhiên bị xích sắt siết chặt, trong phút chốc phát ra tiếng tức giận. Tên cai tù hung ác kia sau khi bị Hà Ngọc Vinh đá bay đi thì đụng vào thanh sắt của nhà tù vang lên một tiếng thật lớn, sau đó rớt xuống đất, máu tươi chảy ra không ngừng từ miệng của ông ta, rất lâu cũng không thể ngồi dậy được. Hà Ngọc Vinh là đội trưởng của đội đặc nhiệm Phượng Hoàng, ở trong hàng ngàn binh lính mà còn có thể bắn chết quốc vương sư quốc của bọn họ, lúc bị bao vây bắt giữ ở trong thành phố thì cô ấy cũng đã giết chết rất nhiều quân địch, ba tên cai tù đối với cô mà nói chỉ là chuyện nhỏ. Hai tay của Hà Ngọc Vinh không ngừng dùng sức lực, hai tay của cô ấy siết tên cai tù kiêu căng hai chân xiết tên cai tù dỡ tợn cả cơ thể treo ở giữa không chung tên cai tù hung ác bị hà ngọc vinh đá bay đi lúc này vẫn còn hộc máu bản thân còn không lo được đứng lên còn không được thấy tên cai tù giữ tợn bị hà ngọc vinh dùng xích sắt xiết cổ thì cũng không có sức để đi tới cứu giúp mà tên cai tù kiêu căng bị hà ngọc vinh dùng xích sắt trên tay xiết cổ thì cổ họng đã bị xích sắt xiết chặt máu tươi chảy ra từ trong cổ họng của ông ta cứ như vậy mà chết còn tên cai tù giữ tận bị Hà Ngọc Vinh dùng xích sắt ở chân xiết cổ thì dùng hai tay nắm lấy xích sắt, cố gắng hết sức muốn kéo nó ra ngoài. Nhưng là sức lực trên tay của ông ta làm sao bằng sức lực ở chân của Hà Ngọc Vinh. Hà Ngọc Vinh dùng sức ở hai chân, xích sắt càng ngày càng siết chặt lại, tên cai tù giữ tợn kia dần dần cũng không thể thở được. Ông ta cũng rất muốn lớn tiếng kêu cứu, nhưng mà bây giờ ngay cả không khí để thở còn không có thì làm sao có thể la to chứ chỉ ít phút sau thì tên cai tù giữ tợn cũng tắt thở mà chết. Hai tên cai tù muốn làm nhục Hà Ngọc Vinh ngay cả một cọng lông của Hà Ngọc Vinh cũng chưa đụng được thì một tên chết ngắt, một tên đi về âm phủ. Sau khi những tên cai tù kia bị siết chết thì Hà Ngọc Vinh cũng buông bọn chúng ra, sau đó từng bước một đi về phía tên cai tù hung ác đã bị cô đá bay. Tên cai tù hung ác thấy Hà Ngọc Vinh đi về phía mình với ánh mắt lạnh lẽo thì giống như nhìn thấy thần chết đang đi về phía ông ta, cơ thể vì sợ hãi mà run lên xác chết của hai tên đồng bọn còn nằm cách đó không xa ông ta cảm thấy được mấy giây nữa thì bản thân cũng sẽ biến thành một xác chết giống như bọn chúng tôi đã cảnh cáo từ sớm còn dám bước về phía trước thì tôi sẽ cho các người chết rất thê thảm bây giờ đến lượt ông hà ngọc vinh vừa đi về phía trước vừa lạnh lùng nói đã không làm thì thôi đã làm thì phải làm cho hết nếu đã giết hai tên cai tù rồi thì giết thêm một tên nữa cũng không sao những tên cai tù này muốn làm nhục cô ấy cô ấy tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bất kỳ tên nào nhưng mà trước đó hà ngọc vinh đá bay tên cai tù hung ác này đã gây ra tiếng động rất lớn gây sự chú ý cho mấy tên cai tù khác ở nhà tù vây ma có rất nhiều tên cai tù từ khắp nơi ở nhà tù vây ma đang chạy đến đây cứu tôi với có tội phạm giết người rồi tên cai tù hung ác nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân đang không ngừng đến đây thì theo bản năng lớn tiếng kêu lên hà ngọc vinh đương nhiên cũng nghe được rất nhiều tiếng bước chân nhưng cô đã mặc kệ sự sống chết từ lâu. Sớm cũng chết, muộn cũng chết, dù sao cũng chết, trước khi chết phải giết chết tên cai tù này trước. Vì vậy Hà Ngọc Vinh không ngừng dùng chân của mình đá lên người của tên ngục tốt hung ác. Chương 986 đánh lại. A a a, tên cai tù tướng mạo hung ác bị Hà Ngọc Vinh đá đến mức không ngừng run rẩy, kêu thảm thiết. Trước đây tên cai tù này bị đá bị thương, vốn dĩ không có sức đánh lại. Còn Hà Ngọc Vinh bởi vì hai chân bị xích sắt khóa lại, không gian phát huy không lớn, cũng không thể dùng hết sức lực để đá, nên lực sát thương không lớn. Nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng gần, nếu như vẫn đá tiếp như vậy, đá đến khi cai ngục đến, cũng không thể đá chết tên cai tù tướng mạo hung ác. Thế là cô ta thay đổi sách lược, nhanh chóng dùng xích sắt trên bàn chân quấn cổ của tên cai tù tướng mạo hung ác này lại, sau đó hai chân cô ta dùng sức siết chặt. Cổ của tên cai tù bị xích sắt quấn lấy, gã ta lập tức kinh hãi hai tay nắm lấy xích sắt không ngừng dùng sức kéo xích sắt ra khỏi nhưng gã ta đã bị nội thương tay đã không còn bao nhiêu sức lực tuy lúc hà ngọc vinh nhảy lên xe chạy thoát cô ta cũng bị thương thậm chí ngất đi nhưng trải qua sự nghỉ ngơi hai ngày nay cô ta đã khôi phục khá tốt trong lúc nguy cấp như vậy cô ta bùng nổ sức mạnh vô tận hơn nữa cô ta là đội trưởng đội đặc nhiệm phượng hoàng vốn dĩ thực lực mạnh hơn những cai tù này gấp nhiều lần cổ của tên cai tù tướng mạo hung ác bị xích sắt xiết càng lúc càng chặt hơn, gã ta đã chịu đựng đến mức mặt đỏ bừng, dần dần thở dốc, hai chân không ngừng dẫm lung tung. Lúc này trong lòng gã ta vô cùng hối hận, mình không nên chọc vào nữ xạ thủ long quốc sắp bị hành hình này. Bây giờ, không chỉ không có được lợi ích nào, đến cả tính mạng cũng sắp mất. Một lúc sau, xích sắt trên chân Hà Ngọc Vinh đã xiết cổ của tên cai tù tướng mạo hung ác chảy máu máu tươi không ngừng chảy ra từ trên cổ của gã ta dù sắp chết nhưng gã ta vẫn cố vùng vẫy lại một lúc sau tên cai tù tướng mạo hung ác này dần dần không cử động nữa sắc mặt trở nên trắng bệch mà lúc này hàng loạt cai ngục mặc vũ trang đã đến hiện trường nhìn thấy hai tên cai tù đã nằm trên mặt đất không động đậy một tên cai tù khác bị hà ngọc vinh dùng xích sắt xiết cổ đến chết những cai ngục này đều sướng sờ tên cai tù tướng mạo hung ác đó đã thoi thóp Thời cuối cùng cứu binh cũng đến, gã ta lập tức nhìn thấy được hy vọng. Mau thả gã ta ra, một tên cai ngục thét lớn. Nhưng, Hà Ngọc Vinh không những không thả tên cai tù tướng mạo hung ác đó ra, mà hai chân còn dùng lực mạnh hơn. Kết, một tiếng, tên tên cai tù tướng mạo hung ác đó đã bị xích sắt xiết gãy cổ. Đầu gã ta rơi ở một bên, máu tươi không ngừng bắn ra từ cổ bị đứt của gã ta. Khung cảnh tàn bạo thanh máu như vậy thật sự vô cùng thê thảm những cai ngục đó đều bị dọa đến mức toát mồ hôi lạnh lên mau khống chế cô ta tên cai ngục cầm đầu thét lớn những cai ngục đó nghe thấy mệnh lệnh lập tức xông lên chạy về phía hà ngọc vinh hà ngọc vinh cũng không muốn bó tay chịu trói cô ta bắt đầu vật lộn với những cai ngục này nhưng tay chân của cô bị xích sắt khóa lại không thể phát huy võ nghệ hơn nữa những cai ngục này ùn ùn kéo đến số lượng đông đảo cô ta rất nhanh đã bị đánh ngã xuống đất sau khi hà ngọc vinh ngã xuống đất những tên cai ngục này vẫn không ngừng đánh đá cô ta dừng tay tên cai ngục cầm đầu thét lớn quan trên nữ phạm nhân long quốc này không chỉ giết quốc phương sư quốc của chúng ta vừa rồi còn giết ba cai tù của chúng ta đã sớm đến mức chết cũng chưa đền hết tội chi bằng bây giờ đánh chết cô ta một tên cai ngục nói cậu hiểu cái gì cô ta là phạm nhân vô cùng nghiêm trọng tân quốc phương sư quốc của chúng ta muốn hành hình cô ta trước mặt mọi người chứ không phải bây giờ đánh chết cô ta. Chỉ khi hành hình cô ta trước mặt mọi người mới có thể khiến Long Quốc biết sự cương quyết của chúng ta. Cai ngục cầm đầu nói. Những cai ngục đó nghe thấy tên cai ngục cầm đầu nói như vậy, đành phải dừng lại. Lúc này, Hà Ngọc Vinh đã bị đánh đến mức chẳng chịt những vết thương, quần áo bị rách nát vài chỗ. Ba tên cai tù này, tại sao lại chạy vào trong lồng? Một tên cai ngục trong số đó nói một cách khó hiểu ba tên cai tù này trước nay đều háo sắc có lẽ vì nhìn thấy nữ phạm nhân này xinh đẹp lòng dâng lên tàn niệm muốn chơi cô ta nên mở lồng ra chạy vào trong một tên cai ngục nói nữ phạm nhân long quốc này còn dám giết cả quốc vương sư quốc thực lực không hề nhỏ mấy người này có gan dám chọc vào cô ta đúng là tìm đến cái chết chết cũng chưa đền hết tội lại một tên cai ngục nói còn phải nói sao nữ phạm nhân long quốc này vô cùng xinh đẹp thật sự là quốc sắc thiên hương tôi nhìn thấy còn muốn chơi với cô ta một chút, thưởng thức của lạ. Đúng vậy, nữ phạm nhân xinh đẹp như vậy, hèn gì ba tên cai tù dâng lên tàn niệm trong lòng, đây đúng là cực phẩm trong cực phẩm, ai cũng không kiềm chế được. Công phu của nữ phạm nhân Long Quốc này vô cùng lợi hại, chắc công phu trên giường cũng vô cùng ghê gớm nhỉ, thật muốn lĩnh hội công phu ở phương diện đó của cô ta. Những cai ngục này nhìn thấy Hà Ngọc Vinh xinh đẹp như vậy thì bắt đầu dục dịch. Tuy bây giờ Hà Ngọc Vinh bị thương khắp người, nhưng vẫn ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cô ta. Đặc biệt là bộ quần áo rách nát của cô ta, càng khiến cơ thể nóng bỏng của cô ta thoát ẩn thoát hiện. Những cai ngục này đều là người đàn ông có dục vọng điên cuồng, thấy vẻ đẹp như vậy, sao có thể không động lòng được. Hà Ngọc Vinh nghe thấy lời bàn tán của những cai ngục này thì biết mình lại gặp xui xẻo. Vừa rồi mình đã siết chết ba tên cai tù, tưởng có thể giữ được sự trong sạch, không ngờ mới thoát khỏi hang cọp thì lại rơi vào hang sói. Lúc này, một tên cai ngục bắt đầu tỏ ý với tên cai ngục cầm đầu, "Quan trên, dù sao trời vừa sáng thì nữ phạm nhân Long Quốc này bị hành hình rồi, chỉ bằng để chúng ta chơi một chút." "Đúng vậy, quan trên, để chúng ta giúp ba tên cai tù bị cô ta giết chết hoàn thành tâm nguyện chưa được hoàn thành của họ đi." Lại một tên cai ngục cầu xin. "Điều này có thể, chỉ cần không làm cô ta chết, các cậu tùy ý chơi." cai ngục cầm đầu nói. Cảm ơn quan trên, tất cả cai ngục nghe thấy cai ngục cầm đầu đồng ý một cách sảng khoái như vậy, họ đều vô cùng phấn khích. chương 987 run sợ. Hà Ngọc Vinh nhìn thấy những cai ngục này ai cũng mặt mày dữ tợn, hai mắt phát sáng nhìn mình, cô ta lập tức run sợ. Nhà tù vây ma này thật đúng là một địa ngục vô cùng hắc ám. Còn những cai ngục này chính là một đám ác ma phát rồ. Đối mặt nhiều cai ngục như vậy, bản thân có bản lĩnh thông thiên cũng không thể ứng phó được. Lần này thật sự khó thoát kiếp nạn. Nếu bị nhiều cai ngục nước địch vấy bẩn như vậy thật đúng là sống không bằng chết. Giữ cô ta lại, để tôi trước. Lúc này, cai ngục cầm đầu đột nhiên nói. Tất cả cai ngục nghe vậy đều sướng sờ, không ngờ quan trên của họ cũng muốn tham gia. Thực ra cai ngục cầm đầu vì nhìn thấy Hà Ngọc Vinh quá xinh đẹp nên gã ta cũng muốn chơi, vì vậy mới đồng ý họ một cách sảng khoái như vậy quan trên chúng ta chơi kích thích như thế nào đây một tên cai ngục hỏi quay lại khung cảnh chúng ta làm nhục người phụ nữ long quốc này lại sau đó công bố ra ngoài để người dân long quốc thấy chúng ta trà đạp phụ nữ của họ thế nào cai ngục cầm đầu nói được chủ ý này hay đấy trà đạp phụ nữ long quốc tương đương với việc trà đạp long quốc tướng sĩ sư quốc chúng ta bị quân đội long quốc giết đến mức thua liên tiếp ở tiền tuyến thi thể khắp đồng Hãy để chúng ta làm nhục người phụ nữ Long Quốc này, báo thù rửa hận thay họ. Đè lên người người phụ nữ Long Quốc, làm nhục cô ta cũng tương đương với việc dương oai cho sư quốc chúng ta. Các cai ngục nhao nhao nói với vẻ mặt vui mừng hớn hở. Hà Ngọc Vinh nghe thấy những cai ngục này nói ra những lời biến thái như vậy, trong lòng cô ta sắp tức đến phát điên. Những người dân sư quốc này không đánh lại Long Quốc, vậy mà lại lấy mình để làm nhục, quá vô sỉ vậy thì đừng nói nhảm nữa mau lấy điện thoại ra quay lại sau đó giúp tôi ấn giữ cô ta cai ngục cầm đầu nói vâng tất cả cai ngục nhao nhao lấy điện thoại ra có vài tên nhao nhao tiến lên phía trước ấn giữ hà ngọc vinh hà ngọc vinh biết bị những cai ngục này ấn giữ sẽ xảy ra chuyện gì cô ta tuyệt đối không thể để mặc cho những cai ngục này làm nhục bởi vì nếu cô ta bị làm nhục không chỉ là nỗi hổ thẹn của cá nhân cô ta còn là nỗi hổ thẹn của cả long quốc bịch 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 hà ngọc vinh liên tục đá mấy cước đá bay những cai ngục bước đến gần cô ta sau đó cô ta nhảy lên chạy vào trong lồng những cai ngục đó lập tức ùa vào trong vây xung quanh hà ngọc vinh chạy đi tiếp tục chạy đi xem cô chạy đi đâu cai ngục cầm đầu nói một cách đắc ý hà ngọc vinh nhìn thấy mình đã bị vô số cai ngục vây xung quanh cô ta biết lần này mình mọc cánh cũng khó mà bay hai tay và hai chân của cô ta bị xích sắt khóa lại vốn dĩ không thể chống lại những cai ngục này bây giờ cô ta muốn tự vẫn nhưng cho dù muốn tự vẫn cũng không có vũ khí ấn giữ cô ta lại cho tôi cai ngục cầm đầu không muốn lãng phí thời gian nữa gã ta lập tức ra lệnh đám cai ngục lập tức xông lên phía trước xông về phía hà ngọc vinh sau đó ấn chặt cô ta thả tôi ra mau thả tôi ra hà ngọc vinh thét lớn một cách tức giận nhưng những cai ngục đó sao có thể nghe lời cô ta mà thả cô ta ra được lồng nhốt hà hà ngọc vinh phát ra tiếng động lớn như vậy khiến vô số cai ngục bước về phía trước quan sát tên cai ngục cầm đầu bắt đầu cởi áo của mình ra hà ngọc vinh nhìn thấy xung quanh đều là những tên cai ngục mặt mày dữ tợn bên ngoài lồng thì đầy những tên cai ngục hóng chuyện trong ngoài đều đông người vây xung quanh lồng chật như nêm cối ai cũng giống ác ma cuối cùng thì cô ta cũng cảm thấy sợ hãi cô ta thân là đội trưởng đội đặc nhiệm phượng hoàng vào sinh ra tử trong rừng súng mưa đạn trước đến nay chưa từng cảm thấy sợ hãi đêm nay là đêm sợ hãi nhất trong đời của cô ta lúc này tên cai ngục cầm đầu đã cởi áo của mình ra nhìn thấy tay chân hà ngọc vinh đều bị xích sắt khóa lại không thể dương rộng vốn dĩ không thể hành sự thế là gã ta bèn nói mở xích sắt trên chân cô ta ra vâng quan trên xích sắt trên tay cô ta có cần mở luôn không một tên cai ngục hỏi xích sắt trên tay thì không cần mở ra khóa hai tay cô ta không ảnh hưởng đến hành động chỉ cần ấn hai tay cô ta lên đầu cô ta là được rồi cai ngục cầm đầu nói vâng tên cai ngục đó lập tức lấy chìa khóa ra bắt đầu mở khóa trên chân hà ngọc vinh sau đó lấy xích sắt trên chân cô ta ra đám cai ngục ấn giữ hai chân của hà ngọc vinh từ từ kéo hai chân cô ta ra cho dù xích sắt trên chân hà ngọc vinh được tháo gỡ cô cũng không thể cử động tên cai ngục cầm đầu nhìn thấy Hà Ngọc Vinh, gã ta bắt đầu nổi gân xanh, cởi quần của mình ra. chương 988 Nguy Khốn Cho hay sắp diễn ra, mấy tên cai tù bắt đầu thi nhau lôi điện thoại quay lại tất cả. Từ khi chào đời cho tới tận bây giờ, đây là lần đầu tiên Hà Ngọc Vinh cảm thấy tuyệt vọng như vậy. Trong nơi ngục tù tăm tối này đâu đâu cũng thấy cai tù, thấy những tên tay sai của kẻ thù, không có bất kỳ một ai đến cứu cô ấy cả, mà cho dù có đến cũng chỉ là đến để tìm cái chết tay chân của cô ấy bị trói chặt, lúc này đây, tình cảnh cô ấy phải đối mặt thật đúng là muốn sống không được, muốn chết cũng chẳng xong. Mà đúng lúc này, bên ngoài nhà tù truyền tới một tiếng nổ vang dội, trời đất rung chuyển. Là tiếng xe quân sự đang lao tới. Ngay sau đó, tiếng pháo vang lên không ngừng. Rầm rầm rầm, tiếng thuốc nổ, tiếng pháo cứ ầm ầm nổ vang bên ngoài nhà tù vây ma. A a a a a ôi 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 đi kèm theo tiếng pháo ấy là những tiếng kêu gào thảm thiết bên ngoài nhà tù cũng vậy chẳng những thế mấy âm thanh đó còn nhốn nháo còn lớn hơn bên trong nhiều lần những kẻ cai quản nhà tù trong này đều vô cùng kinh ngạc và hoảng sợ không biết chuyện gì đang xảy ra nữa tên cai tù cầm đầu đang cởi quần cũng sợ hãi giật cả mình ngây người mất một lúc hà ngọc vinh cũng thất thật kỳ quái rốt cuộc là ai lại bắn pháo bên ngoài nhà tù vây ma nhỉ Tại sao bên ngoài lại có tiếng pháo?" Một tên cai tù giữ hai chân Hà Ngọc Vinh nói. "Không hay rồi, mau, mau đi ra ngoài xem chuyện gì đang xảy ra." Tên cầm đầu vừa mặc quần vừa sợ hãi dẫn những tên còn lại chạy ra ngoài. Mấy tên cai tù đang vây xem cũng biết rất có khả năng là sắp xảy ra chuyện lớn nên nhanh chóng giải tán, nhao nhao chạy ra ngoài. Những tên khác cũng thả Hà Ngọc Vinh rồi lao ra khỏi cái lồng giam này. Vậy mà lúc bọn họ chạy đi cũng chẳng quên đóng cửa tù lại. Hà Ngọc Vinh thấy mấy tên cai tù chạy đi mới thở dài một hơi. Lúc này đây, tuy khóa sắt khóa chân cô ấy đã bị mở ra nhưng cánh cửa của lồng giam này vẫn bị khóa chặt, cô ấy không thể nào mà chạy trốn ra ngoài được. Dâm dâm rầm huynh huynh huynh, dâm dâm rầm a a a a a, đoang đoang đoang, tăng 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 bên ngoài nhà tù vây ma không ngừng vang lên âm thanh của những tiếng bom nổ tiếng súng và vô số tiếng kêu thảm thiết thi nhau vang lên hà ngọc vinh nghe những tiếng pháo và tiếng súng kịch liệt như thế trong lòng không khỏi nhen nhói lên hy vọng chẳng lẽ là quân đội hạ quốc đến hà ngọc vinh đoán không sai đúng thật là quân đội hạ quốc đến cứu cô ấy chẳng qua là có một điều cô ấy không hề ngờ tới cô ấy chưa bao giờ nghĩ rằng Lê Vĩnh Thiên đích thân dẫn sư đoàn dũng sĩ và đội đặc nhiệm Phượng Hoàng đến cứu cô ấy. Lúc này, bên ngoài nhà tù vây ma, tay Lê Vĩnh Thiên cầm tiểu thính vũ lâu chỉ huy sư đoàn dũng sĩ vây công nhà tù vây ma. Đội đặc nhiệm Phượng Hoàng đi theo bên cạnh Lê Vĩnh Thiên quan sát cuộc chiến. Lê Vĩnh Thiên tranh thủ giữa lúc trời sáng, sửa đường sạn đạo, ngấm ngầm bí mật, giấu giếm được địch nhân, bằng tốc độ nhanh nhất để hành quân, thẳng tiến đến nhà tù vây ma. Bởi vì trời vừa sáng, Hà Ngọc Vinh sẽ bị xử tử, anh phải cứu Hà Ngọc Vinh ra trước khi trời sáng. Anh dẫn theo đại quân đến nhà tù vây ma, dùng tốc độ xét đánh không kịp biệt tai tiến hành tập kích nhà tù vây ma. Lê Vĩnh Thiên không dẫn hơn 100.000 quân Trung Nguyên đến vây đánh nhà tù vây ma mà sắp xếp cho họ mai phục trên đường từ thủ đô của sư quốc đến nhà tù vây ma. Bởi vì Lê Vĩnh Thiên đã dự liệu được một chuyện, khi quốc phương sư quốc biết được chuyện nhà tù vây ma bị tập kích, đương nhiên là sẽ phái binh từ thủ đô đến trợ giúp nhà tù vây ma. Anh bố trí 100.000 quân Trung Nguyên mai phục ở nửa đường trước, phục kích những kẻ sắp chạy đến trợ giúp nhà tù vây ma. rầm dầm rầm tăng tăng tăng, rầm dầm dầm, a, 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 huynh huynh huynh. Sư đoàn dũng sĩ không ngừng phát động công kích với nhà tù vây ma, cai ngục bên ngoài nhà tù vây ma bị đánh tơi tả, người chết ngựa đổ, chiến trường nhốn nháo, gào khóc thảm thiết. Tuy nhà tù Vây Ma được xưng là nhà tù được đề phòng nghiêm cẩn nhất sư quốc, trang bị, vũ khí của cai tù cũng được xếp vào hàng tốt nhất nhưng những thứ này sao có thể sánh ngang được với Lê Vĩnh Thiên, với sư đoàn dũng sĩ đã trải qua trăm trận chiến, sao bọn chúng có thể đánh thắng được? Trang bị của sư đoàn dũng sĩ tốt hơn nhiều so với trang bị của mấy tên cai tù nhà tù Vây Ma. Lúc này, mấy tên cai tù trong nhà giam cũng đã nhốn nháo chạy tới. Nhìn thấy bên ngoài là đại quân của Hạ quốc hơn nữa còn có trang bị tốt nhất lập tức sợ tới mức hồn phi phách tán. Đại quân của Hạ quốc vây xung quanh nhà tù Vây Ma, vô số xe tăng không ngừng bắn đánh, nổ tung những tên cai tù xung quanh, máu thịt văng tung tóe. Chương 989 đánh vào Vây Ma. Những cai ngục vừa chạy ra nhìn thấy tình hình thế này, sợ đến nỗi vội vàng chạy trở lại vào trong nhà tù. Khi đối mặt với đội quân Long quốc được trang bị hoàn hảo thế này, những cai ngục này đều không muốn làm bia đỡ đạn, trốn vào trong trước rồi hắn nói. Đội quân Long Quốc chẳng phải vẫn chưa tấn công vào thủ đô sao? Sao lại đột nhiên xuất hiện một đội quân Long Quốc trang bị hoàn hảo thế này? Đúng đó, rõ ràng quân địch Long Quốc cách rất xa thủ đô. Suốt cuộc đợt quân địch Long Quốc này làm sao tấn công vào đây được? Nhà tù vây ma của chúng ta đâu phải là khu quân sự quan trọng, tại sao họ lại tấn công vào nhà tù vây ma thế? có thể là họ đến để cứu nữ tù nhân tên là hà ngọc vinh của long quốc kia đấy đúng vậy có khả năng này lắm vì một nữ tù nhân long quốc vậy mà họ có thể xông vào hang cọp tấn công vào nước chúng ta thật khó tin những tên cai ngục ấy chạy vào trong nhà tù xong thì bàn tán xôn xao trưởng cai ngục đang ngủ say thì bị tiếng nổ và tiếng súng đột ngột ập đến làm tỉnh giấc lúc này một tên cai ngục hối hả chạy vào báo cáo tình hình với anh ta trường cai ngục, có việc hệ trọng, cai ngục vừa thở dốc vừa nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trường cai ngục vừa mới tỉnh dậy nên không hiểu gì cả. Bên ngoài có một quân đội Long Quốc rất đông đang tấn công điên cuồng vào nhà tù của chúng ta. Cai ngục nói, quân đội Long Quốc sao? Sao lại có quân đội của Long Quốc xuất hiện ở đây? Trường cai ngục ngạc nhiên hỏi. Chúng tôi cũng không biết, đội quân Long Quốc này cứ như thần binh từ trên trời giáng xuống, ập đến một cách đột ngột cai ngục nói bây giờ tình hình chiến đấu ra sao rồi trưởng cai ngục hỏi tiếp đội quân long quốc này được trang bị rất đầy đủ chúng ta không thể nào chịu nổi được một cú tấn công của họ bây giờ đã tổn thất nặng nề thương vong gần một nửa cai ngục nói trưởng cai ngục biết tin nhà tù vây ma bị đội quân long quốc trang bị đầy đủ đến tập kích hơn nữa quân mình còn bị thương vong gần một nửa lập tức sợ đến mức toát mồ hôi đầy chán nhà tù vây ma được canh phòng rất nghiêm ngặt từ khi xây dựng xong đến nay chưa từng có thế lực nào dám đến tập kích cả. Không ngờ lần này lại gặp phải sự tấn công của đội quân Long Quốc trang bị kỹ càng. Rốt cuộc là đơn vị nào của Long Quốc đến tập kích vậy? Trường Cai Ngục hỏi tiếp. Đêm tối không trăng, chúng tôi không nhìn rõ được phiên hiệu của đối phương. Cai Ngục nói. Mau chóng tập hợp binh lực của chúng ta để phản kháng, nhà tù vây ma tuyệt đối không thể thất thủ. Trường Cai Ngục nói. Trường Cai Ngục, Hỏa lực của đối phương quá mạnh, quân ta không thể nào chống đỡ được, chúng ta vẫn nên nhanh chóng báo cáo tình hình với cấp trên, yêu cầu chi viện đi ạ." À. Cai ngục nói. "Không chống đỡ được cũng phải tạm thời chống đỡ trước, tất nhiên tôi sẽ báo cáo với cấp trên để yêu cầu chi viện. Trước khi viện quân đến đây thì chúng ta nhất định phải cố thủ, nhà tù vây ma giam giữ quá nhiều tội phạm mang tội nghiêm trọng, tuyệt đối không thể thất thủ." Trường cai ngục nói. "Vâng," Cai ngục lập tức chạy ra ngoài. Ngay khi trưởng cai ngục vừa nhấc điện thoại lên định gọi điện thoại báo cáo tình hình cho cấp trên thì một cai ngục khác lại hốt hoảng chạy vào. Trưởng cai ngục, có chuyện lớn rồi, có chuyện lớn rồi, cai ngục nói một cách hoảng loạn. chương 990 đánh tới. Đệ nhất hộ soái bảo vệ của Long Quốc là Lê Vĩnh Thiên đã dẫn hộ bôn sư tấn công vào nhà tù của chúng tôi cai ngục hoảng sợ nói. Lúc nãy lợi dụng ánh sáng khi pháo nổ, anh ta đã nhìn thấy phiên hiệu của hộ bôn sư, hơn nữa còn nhìn thấy người cầm kiếm lớn trên tay là đệ nhất hộ soái bảo vệ của Long quốc là Lê Vĩnh Thiên, cho nên lập tức chạy vào báo cáo tình hình. Cái gì? Đệ nhất hộ soái của Long quốc lại dám tự mình dẫn hộ Bôn sư tấn công? Trường cai ngục kinh ngạc run tay, điện thoại cũng không nắm chắc mà rơi trên bàn. Đúng vậy, tôi vừa nhìn thấy rất rõ, là đệ nhất hộ soái của Long quốc đến. Cai ngục run rẩy nói. Lê Vĩnh Thiên được quốc vương Long quốc chỉ định là phạt sư đại nguyên soái thống lĩnh ngàn vạn binh mã, làm sao lại có thể dấn thân vào nguy hiểm, dẫn người đánh lén nhà tù vây ma nhỏ của ở thủ đô của chúng ta. Có phải cậu bị hoa mắt rồi? Trường cai ngục có chút không dám tin Lê Vĩnh Thiên lại tự mình dẫn người đến. Không phải, tôi thật sự nhìn thấy rõ, người thống lĩnh của đối phương là Lê Vĩnh Thiên. Cai ngục nói, nhà tù vây ma của chúng ta lại không phải là chiến khu gì, Lê Vĩnh Thiên dẫn đại quân tấn công nhà tù vây ma của chúng ta làm gì? Trưởng cai ngục hỏi một cách khó hiểu. Trưởng cai ngục, anh đừng quên nhà tù Vây Ma của chúng ta đang giam giữ một tội phạm quan trọng nhất của Long Quốc là Hà Ngọc Vinh. Hôm nay Lê Vĩnh Thiên dẫn quân đến, nhất định là muốn cứu Hà Ngọc Vinh." Cai ngục nói. Sau khi trưởng nghe ngục nghe thấy, lúc này mới nhận ra, đại quân của Long Quốc tấn công nhà tù Vây Ma, khẳng định là muốn cướp tù. Bởi vì trong nhà tù Vây Ma giam giữ tội phạm quan trọng là Hà Ngọc Vinh, người đã giết quốc vương nước Lang Quốc. Lê Vĩnh Thiên không thể vô duyên vô cớ lấy danh hiệu của sư đoàn đến tấn công nhà tù vây ma, trừ việc cứu Hà Ngọc Vinh, thì anh không thể tấn công nhà tù vây ma như vậy. Hà Ngọc Vinh thành công ám sát quốc vương nước sư quốc, là người có công với Long Quốc, Lê Vĩnh Thiên tự mình dẫn hộ bôn sư đến cứu cô ấy, thì cũng không có gì kỳ lạ. Cậu mau chuẩn bị binh mã, tôi sẽ lập tức điện báo tình hình với cấp trên. Trường cai ngục thấy đệ nhất hộ soái bảo vệ của Long Quốc là Lê Vĩnh Thiên tự mình tấn công, càng không dám lơ là, lập tức điện báo với cấp trên chưa. Ông ta biết mình không thể chống đỡ được đội quân của đệ nhất hộ soái bảo vệ của Long quốc là Lê Vĩnh Thiên được, trừ việc báo cáo tình hình với cấp trên và xin chi viện thì ông ta đã không còn lựa chọn nào khác. Cấp trên nhận được điện thoại của trưởng cai ngục, biết được đệ nhất hộ soái bảo vệ của Long quốc là Lê Vĩnh Thiên lại dám tự mình mạo hiểm, dẫn hộ bôn sư tấn công vào nhà tù vây ma, điều này cũng khiến ông ta không khỏi kinh ngạc. Cấp trên biết tình hình nghiêm trọng cũng không dám tự làm chủ, liền trực tiếp gọi điện và báo cáo tình hình cho Tân Quốc Vương sư quốc. Tân Quốc Vương sư quốc biết Lê Vĩnh Thiên tự mình dẫn hộ bôn sư tấn công nhà tù Vây Ma, nhưng không hoảng sợ mà còn rất vui mừng. Bởi vì ông ta cảm thấy đây là cơ hội để giết đệ nhất hộ soái bảo vệ của Long quốc là Lê Vĩnh Thiên. Nếu Lê Vĩnh Thiên chỉ dẫn theo hộ bôn sư, đánh vào thủ đô của sư quốc thì xem ra đây chính là tìm chết. Tân Quốc Vương sư quốc lập tức hạ lệnh để nhà tù Vây Ma không tiếc bất cứ giá nào cũng phải giữ được, để đợi quân chi viện đến, sau đó ở trong và bên ngoài phối hợp, phải diệt được Lê Vĩnh Thiên ở ngoài nhà tù Vây Ma. Sau đó, Tân Quốc Vương sư quốc liều phái một nửa binh lực ở thủ đô, nhanh chóng đến nhà tù Vây Ma, tiêu diệt Lê Vĩnh Thiên. Sau khi hạ lệnh xong, Tân Quốc Vương sư quốc mới đắc ý nói, "Lê Vĩnh Thiên à, Lê Vĩnh Thiên, người khác nói anh điều binh như thần, còn cho rằng anh sẽ lợi hại, không ngờ cũng có lúc lại hồ đồ như vậy." lần này là anh tự mình dâng tới cửa tôi tuyệt đối sẽ không để anh thoát khỏi lòng bàn tôi từ lúc bắt đầu cuộc chiến binh mã sư quốc luôn rút quân thua trận như núi ngã tân quốc vương sư quốc chịu quá nhiều áp lực nếu không đánh thắng một trận thì ông ta biết bản thân không lâu nữa sẽ phải thoái vị thật không ngờ lê vĩnh thiên lại tự tìm đường chết cho ông ta cơ hội đảo ngược tình thế ông ta cảm thấy chỉ cần diệt được lê vĩnh thiên thì long quốc sẽ như rồng mất đầu nhất định sẽ thua như núi ngã Sư quốc cũng có thể chuyển bại thành thắng. Nếu Lê Vĩnh Thiên bị tiêu diệt ở nhà tù Vây Ma, thì chính là quyết định quan trọng trong diễn biến trận chiến. Đây là cơ hội ngàn năm có một, chỉ được thành công, không được thất bại. Cho nên, ông ta mới phái một nửa binh lực của thủ đô đến nhà tù Vây Ma để tiêu diệt Lê Vĩnh Thiên. Chương 991 vào hang cọp. Tân Quốc Phương Sư quốc cảm thấy, Lê Vĩnh Thiên vì cứu thuộc hạ mà tự mình dẫn quân thâm nhập, thật là việc vô cùng ngu xuẩn từ xưa đến nay, có thống soái nào vì cứu thuộc hạ mà tự mình dẫn quân, xông vào hang cọp chứ? Trường cai ngục nhận được lệnh dù chết cũng phải giữ được nhà tù vây ma, liền tự mình dẫn quân, tổ chức và chống cự. Quân Trấn thủ ở thủ đo khi nhận được mệnh lệnh của tân quốc phương sư quốc, cũng không dám lơ là, lập tức đến nhà tù vây ma, chuẩn bị tiêu diệt Lê Vĩnh Thiên. Quân Trấn thủ ở thủ đô có tổng cộng là 500.000 quân. Trước đi Tân Quốc Vương Sư Quốc đã điều 200.000 quân ở thủ đô ra chiến tuyến quyết chiến với đại quân của Long Quốc. Chỉ còn lại 300.000 quân, Tân Quốc Vương Sư Quốc lại điều động thêm 200.000 quân đến nhà tù Vây Ma để tiêu diệt Lê Vĩnh Thiên của hộ Bôn Sư. Binh lực của hộ Bôn Sư chỉ có 100.000 quân, Tân Quốc Vương Sư Quốc lại điều động 200.000, nhiều gấp đôi hộ Bôn Sư thì khẳng định có thể thắng và tiêu diệt Lê Vĩnh Thiên của hộ Bôn Sư. Trong thủ đô, Ông ta chỉ để lại 100.000 quân để phòng thủ. Chấm. Lúc này, tại nhà tù Vây Ma, trưởng cai ngục tự mình tổ chức cai ngục chống cự lại Lê Vĩnh Thiên và hộ Bôn sư, nhưng những cảnh mục này làm sao có thể là đối thủ của sư đoàn Bôn sư? Hơn nữa, lần này do mãnh tướng Phạm Cường của Lê Vĩnh Thiên tự mình chỉ huy sư đoàn Bôn sư chiến đấu. Tuy nhà tù Vây Ma kiên cố như tường đồng, nhưng đối mặt với sư đoàn Bôn sư được trang bị tốt và đã trải qua nhiều trận chiến, thì chỉ giống như một tờ giấy. Một thời gian ngắn, cai ngục ở nhà tù vây ma đã chết và bị thương hơn một nửa. Lê Vĩnh Thiên thấy phòng thủ nhà tù vây ma gần như bị phá hủy, lập tức chỉa thanh kiếm tiểu thính vũ lâu trong tay lên, đại quân tấn công, san bằng nhà tù vây ma. Anh đã đoán được Tân Quốc Vương Sư Quốc sẽ phái quân chấn thủ ở thủ đô đến tiêu diệt anh, cho nên anh mới muốn đánh nhanh thắng nhanh, nhanh chống cứu Hà Ngọc Vinh, sau đó mới thực hiện bước tiếp theo. Phạm Cường nghe thấy mệnh lệnh của Lê Vĩnh Thiên, lập tức chỉ huy sư đoàn bôn sư tiến lên. Xe tăng, xe bọc thép xông lên đầu tiên, chống đỡ cả đoạn đường. Nhiều binh lính của sư đoàn bôn sư bám theo sau xe tăng và xe bọc thép, không ngừng nổ súng. Cai ngục của nhà tù vây ma không ngừng trúng đạn pháo hoặc đạn súng mà chết. Trường cai ngục không ngờ rằng những cai ngục của mình lại không chịu nổi một kích khi đối mặt với hộ bôn sư. Chỉ trong mấy phút đại quân của lê vĩnh thiên bắt đầu trận tấn công lớn bản thân mình làm sao có thể giữ được nhà tù vây ma nhìn thấy đại quân của lê vĩnh thiên đã tấn công về phía trước trưởng cai ngục cũng bị dọa cho mất hồn vội vàng gọi lại để xin tri viện cấp trên nói với ông ta quân tri viện đã xuất phát nhưng chưa đến trận chiến nhanh như vậy kêu ông ta tiếp tục cố thủ nhà tù vây ma hơn nữa cấp trên đã hạ lệnh nếu như nhà tù vây ma không giữ được thì ông ta hãy lấy đầu đến gặp Trưởng cai ngục cũng biết nhất thời quân chi viện cũng không đến kịp, chỉ phải để cai ngục rút vào nhà tù vây ma để cố thủ. Bởi vì kết cấu của nhà tù vây ma phức tạp, giống như một mê cung, khắp nơi có lính canh gác, trưởng cai ngục cảm thấy có thể dựa vào địa hình phức tạp này để đánh lén đại quân của Lê Vĩnh Thiên. Khi sư đoàn Bôn sư đến trước nhà tù vây ma thì bị kẹt, xe tăng và xe bọc thép dừng lại. Bởi vì Hà Ngọc Vinh bị giam trong nhà tù vây ma, nên không thể tiếp tục bắn phá nhà tù vây ma được. Nếu không, lỡ như nhà tù vây ma bị sập, thì Hà Ngọc Vinh cũng sẽ bị đè chết ở trong, hoặc sẽ bị một viên đạn pháo bắn chết, vậy sẽ không tốt. Đột nhập vào nhà tù, giải cứu nữ anh hùng Hà Ngọc Vinh của Long Quốc chúng ta. Lê Vĩnh Thiên hạ lệnh. chương 992 tác chiến. Bộ bôn sư và đội đặc nhiệm Phượng Hoàng nghe mệnh lệnh của Lê Vĩnh Thiên, lập tức từ các kẽ hở xông vào. Trước đây đội đặc nhiệm Phương Hoàng chỉ đứng bên cạnh theo dõi và bảo vệ Lê Vĩnh Thiên bởi vì trận chiến có quy mô lớn không phải là sở trường của bọn họ. Bây giờ đột nhập vào nhà tù vây ma, loại tác chiến quy mô nhỏ này là sở trường của bọn họ, lần này tuyệt đối bọn họ sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cuống hồ, đây là cứu đội trưởng của bọn họ, bọn họ càng không thể chối từ, ai cũng dũng cảm xông lên phía trước. Đương nhiên, sư đoàn bôn sư có 100.000 quân, cũng không đột nhập vào nhà tù vây ma hết, chỉ một nhóm tinh anh đánh vào trước, Hầu hết binh linh còn lại thì đã bị mắc kẹt bên ngoài nhà tù Vây Ma. Nhưng cả Lê Vĩnh Thiên và Phạm Cường đều không muốn ở ngoài, cũng tự mình đánh vào. Phạm Cường dẫn một nhóm tinh anh của sư đoàn Bôn sư đánh vào, còn Lê Vĩnh Thiên thì dẫn đội đặc nhiệm Phượng Hoàng đánh vào. Bởi vì Trương Anh Nguyên của tổ Đặc công xe đầu ở sư quốc đã đưa cho Lê Vĩnh Thiên một phần bản đồ của nhà tù Vây Ma, những nơi bí mật đã được đánh dấu rõ ràng. Lê Vĩnh Thiên cũng đã sớm để hộ bôn sư và đội đặc nhiệm Phượng Hoàng ghi nhớ cấu trúc của nhà tù vây ma. Hộ bôn sư và đội đặc nhiệm Phượng Hoàng đã biết trước những nơi phòng thủ trong nhà tù vây ma, nên phối hợp hành động, cho dù đột nhập vào nhà tù vây ma thì cũng có thể đánh cho đám cai ngục đó trở tay không kịp, kêu khóc không ngừng. Hà Ngọc Vinh đang bị nhốt trong nhà giam nghe thấy tiếng súng ngày càng gần, trong lòng cũng vô cùng vui mừng. Bởi vì đã đoán được những tiếng súng này là súng long quốc chế tạo, không hề nghi ngờ điều gì, thật sự là đại quân của Long Quốc đến cứu cô ấy. Từ cách chiến đấu quen thuộc, cô ấy còn đoán được đây là đội đặc nhiệm Phượng Hoàng cũng nằm trong đó. Cô ấy có nằm mơ cũng không ngờ, đội đặc nhiệm Phượng Hoàng cũng đến cứu cô ấy. Lúc này cai ngục trong nhà giam đã loạn thành một đám, căn bản không có ai để ý đến Hà Ngọc Vinh. Những cai ngục của nhà tù vây ma đang đối mặt với sự chiến đấu dũng cảm của hộ bôn sư và kỹ năng bắn súng như thần của đội đặc nhiệm Phượng Hoàng, Bọn họ chỉ có thể chịu đòn, cũng không có sức để đánh trả. Lê Vĩnh Thiên nóng lòng muốn cứu Hà Ngọc Vinh, liền cầm thanh kiếm tiểu thính vũ lâu sông lên phía trước để mở đường. Đôi lúc có một ít cai ngục từ đường hầm liều lĩnh sông ra, nhưng điều chết dưới kiếm của Lê Vĩnh Thiên. Thanh kiếm tiểu thính vũ lâu trong tay anh có thể phát ra kiếm khí, khi vung kiếm lên, đường kiếm mạnh mẽ, chỉ một kiếm liền có thể giết chết một đám cai ngục, so với súng thì tốt hơn nhiều. Trong bản đồ của Trương Anh Nguyên thì kết cấu của nhà tù Vây Ma cũng chỉ ra vị trí đang nhốt Hà Ngọc Vinh, Lê Vĩnh Thiên dẫn đội đập nhiệm Phượng Hoàng một đường đánh thẳng vào đến chỗ đang giam Hà Ngọc Vinh. Đa phần những người bị giam ở nhà tù Vây Ma đều là người phạm tội nặng ở sư quốc, khi Lê Vĩnh Thiên vung kiếm cũng không hề kiêng dè. Một kiếm vung lên, đều mặc kệ sống chết, chỉ cần không phải Hà Ngọc Vinh là được. Sống chết của những người phạm tội nặng bị nhốt bên trong cũng không liên quan đến anh, chết thì cứ chết thôi. Khi đội đặc nhiệm Phượng Hoàng và tổ đặc công xe đầu xả súng, đương nhiên cũng không kiêng rẻ những người phạm tội nặng đó, trong lúc xả súng cũng có không ít người phạm tội nặng đều bị giết. Bọn họ chỉ muốn cứu Hà Ngọc Vinh, những người khác chết đều không đáng tiếc. Những cai ngục trước đây muốn sỉ nhục Hà Ngọc Vinh đều chết trong trận chiến hỗn loạn. Trường cai ngục nhìn thấy binh lính của Lê Vĩnh Thiên từ nhiều hướng xông vào, không thể cản được, cũng bị dọa đến run rẩy. Phía trên đã hạ tử lệnh, muốn ông ta phải cố thủ ở nhà tù vây ma đợi quân chi viện đến nhưng những cai ngục của ông ta làm sao có thể là đối thủ với đại quân đệ nhất hổ soái bảo vệ của long quốc có lẽ quân chi viện còn chưa đi được nửa đường thì những cai ngục na đã tổn thất nặng nề toàn quân bị diệt rồi nhìn thấy tình hình như vậy trưởng cai ngục trong lúc nguy cấp đã nghĩ ra cách em m quyết định lấy hà ngọc vinh để đối đầu với lê vĩnh thiên chỉ có lấy hà ngọc vinh thì lê vĩnh thiên mới không dám làm loạn chỉ có lấy Hà Ngọc Vinh mới có thể đảm bảo tính mạng của ông được. Vừa nghĩ như vậy, trưởng cai ngục liền hết với mấy cai ngục bên cạnh, nhanh. Cùng tôi đi bắt Hà Ngọc Vinh. chương 993 nhà giam. Khi những cai ngục nghe thấy trưởng cai ngục nói như vậy, đột nhiên như từ trong giấc mơ tỉnh lại, lần lượt chạy về hướng nhà giam nơi đang giam Hà Ngọc Vinh. Chấm chấm. Lúc này, 200.000 quân mà quốc phương sư quốc phái đang trên đường đến nhà tù vây ma lúc này bọn họ vội vàng đi được nửa đường hai bên đường đều là những ngọn núi cao đột nhiên bọn họ bị tấn công bất ngờ bùm 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 tạch 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 ầm 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 tiếng đạn pháo tiếng các loại súng lần lượt vang lên từ hai bên đường a a a a hai trăm nghìn quân sư quốc mất cảnh giác lúc này tiếng nổ bom vang lên khiến ngựa giật bắn người tiếng kêu thảm vang lên không ngừng lê vĩnh thiên đã sắp xếp một trăm quân phục kích trước ở đây tấn công những quân địch. Lê Vĩnh Thiên đã sớm đoán được khi Tân Quốc Phương Sư Quốc biết, anh tự mình dẫn tổ đặc công xe đầu và đội đặc nhiệm Phượng Hoàng tập kích vào vây ma, khẳng định sẽ phái binh từ thủ đô đến tiêu diệt anh, cho nên anh đã sắp xếp trước ở đây 100.000 quân Trung Nguyên, mai phục ở nơi hiểm yếu này. 100.000 quân Trung Nguyên mai phục ở hai bên đường núi, từ trên cao phục kích xuống quân của Sư Quốc. Đừng hoảng loạn, nhanh chóng đánh trả, đánh trả, tướng lĩnh Sư Quốc biết bị phục kích, lập tức hét lớn. Dù sao anh ta cũng là thống soái của 200.000 quân, khi gặp chuyện không được hoảng sợ. Nhưng, hiện trường bị đánh bom quá dữ dội, tiếng pháo và tiếng súng vang lên không ngừng, đều không có ai nghe anh ta nói. Đột nhiên bị tấn công dữ dội, hiện trường vô cùng hỗn loạn, quân địch bị kinh ngạc và thất thủ, chỉ muốn trèo xuống để bảo vệ tính mạng. Có một số người nghe thống soái nói, nhưng cũng không thể tổ chức một cuộc đánh trả hiệu quả tiếng pháo như mưa không ngừng rơi xuống trại địch, liền phát nổ. 200.000 quân tập trung trên đường, bị nổ tung thành thành từng mảnh. Vô số những viên đạn như những con cào cào bắn về phía quân địch, một số quân địch không bị nổ chết thì cũng bị bắn chết. Thống soái quân địch nhìn thấy đại quân của Long Quốc tấn công quá dữ dội, anh ta cũng bắt đầu hoảng sợ khi không biết có bao nhiêu binh lính đang mai phục hao bên đường núi. Lúc này, một viên đạn pháo bắn về vị trí của tướng lĩnh quân địch, lúc này tướng lĩnh của địch của thay đổi sắc anh ta cũng không dám giả vờ bình tĩnh nữa cúi xuống đất vội vàng vệ sĩ bên cạnh anh ta nhìn thấy viên đạn pháo sắp rơi xuống người của tướng lĩnh bọn họ liền thấy thân mình che chở cho anh ta bùm viên đạn pháo nổ ngay bên cạnh tướng lĩnh của địch a à, những vệ sĩ che chở cho tướng lĩnh của lần lượt bay lên tướng lĩnh của địch cũng bị vụ nổ mà người cũng đầy bụi đất do có nhiều vệ sĩ bảo vệ anh ta nên anh ta cũng không bị thương nhưng tiếng nổ quá lớn, cũng khiến tai anh ta bị ù không nghe được gì. Không dễ gì mới giữ được một mạng, anh ta cũng không dám trèo lên nữa. Súng không có mắt, anh ta cũng sợ bị những viên đạn pháo nổ chết, hoặc bị đạn bắn chết. 200.000 quân địch bị đại quân của Long Quốc phục kích hai bên, bây giờ như rắn mất đầu, đã bị đánh bại. Chưa đầy 10 phút, 200.000 quân địch đã chết và bị thương hơn mấy nghìn quân. Tướng lĩnh của quân địch nằm trên mặt đất, Nhìn thấy binh lính của mình bị tiêu diệt, cứ tiếp tục như vậy, sớm muốn thì toàn quân cũng sẽ bị diệt. Cuối cùng anh ta đứng lên, lại hét lên, nhanh chóng đánh trả. Đánh trả. Quân địch bị ném bom lâu như vậy, cũng bắt đầu tỉnh ngộ, biết nếu như cứ tiếp tục như vậy. Nếu luôn không đánh trả, thì bản thân sớm muộn cũng sẽ bị đánh chết. Cuối cùng những quân địch cũng bắt đầu đánh trả, tuy đã chết và bị thương mấy nghìn quân, nhưng vẫn còn mấy trăm nghìn quân cũng nhiều hơn so với 100.000 quân của đại quân Long Quốc. Nhưng quân trung nguyên của Long Quốc dựa vào địa hình có lợi, ở trên cao nhìn xuống, tuy quân địch chiếm ưu thế về số lượng, nhưng cũng không thể gây nhiều sát thương với quân trung nguyên của Long Quốc. Chương 994 quét sạch nhà tù. Lúc này, ở nhà tù Vây Ma, Lê Vĩnh Thiên dẫn đội đặc nhiệm Phượng Hoàng, Phạm Cường thì dẫn hộ Bôn sư tinh anh, xông thẳng vào quét sạch nhà tù Vây Ma vì bọn họ đã có bản đồ kết cấu của nhà tù vây ma, biết nơi phòng thủ nhà tù như trong lòng bàn tay, cho nên khi cai ngục tấn công, bọn họ có thể đánh trả trước. Trên đường đi, đội đặc nhiệm Phượng Hoàng và hộ bôn Sư Tinh Anh đều không có người bị thương. Mà lúc nhà trưởng cai ngục đã dẫn hơn 20 cai ngục đến nơi giam giữ Hà Ngọc Vinh. Hà Ngọc Vinh nhìn thấy trưởng cai ngục và một đám cai ngục đến, thì đột nhiên cảnh giác lên. Nhanh lên mau mở của lồng giam, trưởng cai ngục hét lớn. Thời gian không còn nhiều, ông ta buộc phải nhanh chóng bắt Hà Ngọc Vinh mới có thể đối đầu với Lê Vĩnh Thiên. Một cảnh ngục lập tức lấy chìa khóa và mở cửa lồng giam. Sau đó, trưởng cai ngục và hai mươi mấy cai ngục lao vào muốn bắt Hà Ngọc Vinh. Hà Ngọc Vinh nghe thấy tiếng súng ngày càng gần thì biết binh lính cứu mình sắp đến rồi, mà lúc này những cai ngục lại vào lồng giam thì cô ấy đã đoán được bọn họ muốn lấy cô ấy là con tin. Cô ấy là đội trưởng của đội đặc nhiệm Phượng Hoàng cũng là người giết quốc vương sư quốc, làm sao có thể bị những người bình thường này bắt được chứ? Cô ấy lập tức nhảy lên không trung, tung chân đạp thẳng vào đầu hai tên cai ngục trước mặt. Trước đây khi mấy tên cai ngục muốn làm nhục cô ấy thì đã cởi xiềng xích trên chân cô ấy ra. Sau đó nhà tù vây ma đột nhiên bị tấn công, cảnh ngục mới hoảng sợ, không kịp khóa chân cô ấy lại thì đã vội chạy ra ngoài. Do đó, hai chân cô ấy mới có thể tự do phát huy bịch bịch hai chân của hà ngọc vinh đá vào đầu hai tên cai ngục trước mặt liền phát ra tiếng đột lớn a à, a à, hai tên cai ngục hét thảm một tiếng trực tiếp bị đá bay ra ngoài từ trong miệng cũng văng ra mấy cây răng trưởng cai ngục và những người cai ngục khác thấy tình cảnh này sắc mặt cũng đột nhiên thay đổi bọn họ không biết xiềng xích trên chân của hà ngọc vinh được mở ra từ lúc nào hà ngọc vinh nhân cơ hội bọn họ đang ngay người thì đá không ngừng bịch bịch Bịch. A, à, những cai ngục còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Hà Ngọc Vinh đá liên tục. Nhanh chóng bắt lấy cô ấy, trưởng cai ngục tỉnh táo lại, lập tức hét. Lúc này, có mười mấy tên cai ngục còn chưa bị cô ấy đá bay ra, cũng phản ứng kịp, lập tức xông lên, bao vây và muốn tấn công Hà Ngọc Vinh. Hà Ngọc Vinh thân là đội trưởng của đội đặc nhiệm Phượng Hoàng, đã trải qua nhiều trận chiến, làm sao sợ mười mấy tên cai ngục này. Tuy tay cô ấy bị xiềng xích nhưng muốn đối phó với mười mấy tên cai ngục này, chỉ cần hai chân là đủ rồi. Cô ấy bay lên bay xuống, xoay bên này qua bên kia, không ngừng đá về hướng của mấy cai ngục. À, mấy cai ngục còn không thể đá chúng Hà Ngọc Vinh, thì đã lần lượt bị cô ấy đá bay ra. Rất nhiều cai ngục chỉ bị Hà Ngọc Vinh đá một cước, thì trực tiếp nôn ra máu. Cho dù không chết ngay tại chỗ, thì cũng bị đá đến trọng thương, ngã xuống không đứng lên nổi. Trưởng cai ngục nhìn thấy bản lĩnh của Hà Ngọc Vinh lợi hại như vậy, một mình mà hạ gục hơn 20 cai ngục, thì lúc này cũng bị dọa đến gương mặt cũng tái đi. Lúc này Hà Ngọc Vinh đầu tóc bù xù, ánh mắt đầy sát khí, trong mắt trưởng cai ngục thì cô ấy giống như một nữ ma đầu. Ông ta vốn muốn đến bắt Hà Ngọc Vinh, nhưng bây giờ ông ta sợ rằng mình sẽ bị Hà Ngọc Vinh bắt ngược lại. Nhớ tới Hà Ngọc Vinh là hung thủ bắn chết quốc vương sư quốc, trong lòng trưởng cai ngục sợ hãi ông ta biết mình khẳng định không phải là đối thủ của hà ngọc vinh sợ tới mức quay đầu bỏ chạy nhìn thấy hà ngọc vinh giống như một nữ ma đầu ông ta nơi nào còn dám bắt cô ấy đừng nói bắt cô ấy không được ngược lại còn bị hà ngọc vinh giết chết cho dù hà ngọc vinh đứng trước mặt ông ta để ông bắt lấy thì ông cũng không dám bây giờ ông ta chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi địa ngục trần gian này cách xa quỷ giết người điên cuồng hà ngọc vinh này cái gì cũng không muốn quản nữa nhưng mà ông ta mới xoay người chạy được mấy bước thì trái tim của ông ta đã bị một thanh kiếm khổng lồ đâm xuyên qua. Ông ta kinh ngạc nhìn lên, thấy người đang cầm chuôi kiếm, đứng trước mặt ông ta là đệ nhất hộ soái bảo vệ của Long Quốc là Lê Vĩnh Thiên. Chương 995 tới cứu cô. Lúc này, Hà Ngọc Vinh đã đá các cai ngục ngã hết xuống đất, khi đang định đuổi theo ra ngoài để giết chết trưởng cai ngục thì vừa ngước mắt đã thấy Lê Vĩnh Thiên đứng trước mặt trưởng cai ngục mất rồi một thanh kiếm lớn đâm từ trước ra sau lưng của trưởng cai ngục, ở đầu mũi kiếm là máu tươi chảy đầm đìa. Thanh kiếm lớn này là thứ Hà Ngọc Vinh quen thuộc nhất, đó chính là kiếm thần tiểu lâu thính vũ của Lê Vĩnh Thiên. Hà Ngọc Vinh quả thực không thể tin được những gì hai con mắt mình đang nhìn thấy. Cô có nằm mơ cũng không dám nghĩ rằng Lê Vĩnh Thiên sẽ tự mình dẫn đầu một đội quân lớn tới để cứu cô. Đường đường là hộ soái bảo vệ, vậy mà lại vì bản thân cô mà tự mình dấn thân vào chốn nguy hiểm thế này. Hà Ngọc Vinh kích động hết mức, trong nháy mắt này, cô cũng không biết phải hình dung tâm tình của mình như thế nào nữa. Lê Vĩnh Thiên vừa rồi dẫn đầu đội đặc nhiệm Phượng Hoàng, tiến quân thần tốc, chạy thẳng đến nơi giam giữ Hà Ngọc Vinh. Khi trưởng cai ngục hốt hoảng chạy trốn, vừa đúng lúc anh đang tiến lên đánh, nên thuận tay cho gã một kiếm. "Lê Vĩnh Thiên, anh, trưởng ngục giam còn chưa nói hết lời, một ngụm máu tươi đã trào ra khỏi miệng gã." Lê Vĩnh Thiên đã thấy Hà Ngọc Vinh bị thương trong nhà giam đầy người này, cho nên anh không rảnh nghe trưởng cai ngục nhiều lời, trực tiếp rút kiếm ra ngay. Một luồng máu tươi lập tức phụt ra từ phần tim của trưởng cai ngục. Trưởng cai ngục lảo đảo một chút, sau đó ngã lăn ra đất, lời còn chưa kịp nói hết mà đã chết chẳng còn chút hô hấp nào nữa. Cũng không biết vừa rồi gã ta định nói với Lê Vĩnh Thiên chuyện gì. Ngọc Vinh, Lê Vĩnh Thiên tra kiếm vào bao, sau đó lập tức lao như bay về phía Hà Ngọc Vinh. Đội trưởng, các thành viên đội đặc nhiệm phường Hoàng cũng lập tức đi theo Lê Vĩnh Thiên, lao nhanh như bay về phía của Hà Ngọc Vinh. Hộ soái, sao anh lại tới đây? Hà Ngọc Vinh hỏi. Bọn tôi đến đón cô về nhà. Lê Vĩnh Thiên nói. Nhìn thấy Lê Vĩnh Thiên và các gương mặt quen thuộc trong nhóm đồng đội tác chiến tới đón bản thân mình về nhà, cảm xúc của Hà Ngọc Vinh lập tức trở nên lẫn lộn. Cô từng cho rằng mình bị nhốt ở trong nhà giam này, thì dù có mọc cánh cũng không thể bay được cô từng cho rằng mình có thể nào cũng không thể trở lại vòng tay của tổ quốc cô cũng từng cho rằng mình sẽ bị làm nhục tới chết chết tha hương nơi đất khách quê người với phương thức bị sỉ nhục nhất nhưng không ngờ người hộ soái bảo vệ mà bản thân mình ngưỡng mộ nhất lê vĩnh thiên lại đích thân dẫn đội quân tới cứu mình hà quốc vì cứu mình mà không ngại việc khai chiến với sư quốc lê vĩnh thiên vì cứu mình đây mà không tiếc dấn thân vào nguy hiểm xâm nhập vào hang hùng miệng cọp hà quốc không quên mình Lê Vĩnh Thiên cũng không hề bỏ rơi mình. Chính bản thân mình đã làm hết tất cả vì Hạ Quốc, tất cả đều đáng giá. Khi Lê Vĩnh Thiên đi đến trước mặt Hà Ngọc Vinh, hai chân Hà Ngọc Vinh đã mềm nhún, không đứng vững nổi nữa, ngã sắp xuống. Lúc cô rời xe chạy trốn đã bị ngã một lần tới mức hôn mê, khi tỉnh lại thì lại bị quân địch đánh gục bằng một đòn hiểm, thật là hỏa vô đơn trí. Đêm nay, cô lại vật lộn với cai ngục tới hai lần, Hoàn toàn nhờ vào ý chí kiên cường của mình để chống đỡ. Hiện tại, thấy bản thân được cứu, ý chí của cô được thả lỏng, vì vậy lập tức đứng không nổi. Lê Vĩnh Thiên nhanh tay lẹ mắt, ôm lấy thắt lưng Hà Ngọc Vinh, chặn ngang cú ngã của cô. Cơ thể Hà Ngọc Vinh ngã vào người Lê Vĩnh Thiên. "Ngọc Vinh!" Lê Vĩnh Thiên nhìn thấy Hà Ngọc Vinh hôn mê ngay trong lòng mình thì lập tức lo lắng mà hô to. "Đội trưởng! Đội trưởng! Đội trưởng!" các thành viên trong đội đặc nhiệm Phượng Hoàng thấy Hà Ngọc Vinh ngất trong lòng Lê Vĩnh Thiên thì cũng vô cùng lo lắng. Trong lúc này, Lê Vĩnh Thiên định gọi cho bên quân y thì Hà Ngọc Vinh đã tỉnh lại bởi nghe thấy tiếng hét của mọi người. Hộ soái các anh em, tôi không sao, chỉ là tôi hơi mệt thôi. Hà Ngọc Vinh yếu ớt nói. Lê Vĩnh Thiên và các thành viên đội đặc nhiệm Phượng Hoàng nhìn thấy Hà Ngọc Vinh tỉnh lại thì cuối cùng cũng thở phào một hơi. Không sao thì tốt, đã khiến cô chịu khổ rồi. Bây giờ bọn tôi sẽ đưa cô trở về, Lê Vĩnh Thiên nói. Nhưng mà, chân tôi đau quá, không đi được, Hà Ngọc Vinh nói. chương 996 đưa cô ra ngoài. Lê Vĩnh Thiên liếc xuống liền nhìn thấy mắt cá chân Hà Ngọc Vinh vết thương trồng chất, máu chảy ròng ròng đột nhiên anh cảm thấy đau lòng. Vết thương ở mắt cá chân của Hà Ngọc Vinh là do lúc trước đánh nhau với mấy tên cai ngục muốn làm ô uế cô. Khi đó, cô đã dùng sợi dây xích trên cổ chân mình để xiết cổ hai tên cai ngục cho đến chết trong khi xiết cổ mấy tên cai ngục này tất nhiên mắt cá chân của cô cũng bị thương tôi sẽ ôm cô ra ngoài lê vĩnh thiên nhìn thấy hà ngọc vinh đã phải chịu đựng quá nhiều khổ sở như vậy trong lòng cảm thấy không đành lòng vì vậy anh quyết định tự mình ôm cô ra khỏi nhà tù cái này cái này tôi làm sao lại không biết xấu hổ như vậy được hà ngọc vinh không ngờ lê vĩnh thiên thật sự muốn ôm chính mình đi ra ngoài Cô đã ám sát thành công quốc vương sư quốc, đã lập nên chiến công quân sự vĩ đại cho Đại Long quốc ta. Bây giờ cô lại đang bị thương rất nặng và không thể đi lại được, vậy nên việc tôi ôm cô ra khỏi nhà tù là chuyện đương nhiên, cô không cần phải suy nghĩ quá nhiều làm gì." Lê Vĩnh Thiên nói. Nhìn thấy Hà Ngọc Vinh không chỉ có thương tích ở mắt cá chân mà toàn thân đầy sẹo, thậm chí quần áo cũng có chút rách nát, Lê Vĩnh Thiên lập tức cởi áo khoác ngoài, khoác lên người Hà Ngọc Vinh khi hà ngọc vinh nhìn thấy lê vĩnh thiên vốn là một người đàn ông thẳng thắn tâm như sắt thép vậy mà cũng có lúc thể hiện ra một mặt ân cần chu đáo như vậy làm cho cô không khỏi cảm động cảm ơn hộ soái hà ngọc vinh nói cô đối với tôi đâu cần phải khách sáo như vậy để làm gì hiện tại cô chính là anh hùng của đại long quốc cho nên không cần phải như vậy lê vĩnh thiên nói sau đó lê vĩnh thiên nhìn thấy tay của hà ngọc vinh vẫn đang đeo xích sắt liền nói đưa tay cô ra đây Tại sao anh muốn tôi đưa tay ra?" Hà Ngọc Vinh hỏi. "Giúp cô cắt xích sắt." Lê Vĩnh Thiên cũng không muốn tìm chìa khóa để mở khóa, anh muốn dùng thần kiếm Tiểu Lâu Thính Vũ trực tiếp cắt đứt xích sắt trong tay Hà Ngọc Vinh. "Được." Hà Ngọc Vinh lập tức duỗi tay ra. Lê Vĩnh Thiên nâng thần kiếm Tiểu Lâu Thính Vũ trong tay lên và chém mạnh một kiếm vào sợi xích sắt trên cổ tay của Hà Ngọc Vinh. Một tia sáng lạnh lẽo lóe lẽ lên kèm với một tiếng nổ, sợi dây xích trên tay của Hà Ngọc Vinh liền bị cắt đứt cuối cùng thì tay của Hà Ngọc Vinh cũng đã tìm được tự do. Thần kiếm tiểu lâu thính vũ là một thanh kiếm vô song, chém sắt như chém bùn là kỹ năng cơ bản nhất của nó. Lúc này, Phạm Cường mới dẫn những binh lính tinh nhuệ của hổ bôn sư đoàn tiến vào trong ngục. Ngọc Vinh, cô có sao không? Phạm Cường hỏi với vẻ lo lắng khi nhìn thấy Hà Ngọc Vinh. Tôi không sao, không ngờ Phạm Tướng cũng tới rồi. Hà Ngọc Vinh nhìn thấy Phạm Cường và những người của hổ bôn sư đoàn cũng đến, đương nhiên cô cũng rất vui cô là đại anh hùng của long quốc hộ soái đã đích thân tới tôi có thể không tới sao phạm cường thành thật nói phạm cường cậu đến đúng lúc lắm lê vĩnh thiên tiếp lời khi hà ngọc vinh nghe lê vĩnh thiên nói điều này trái tim của cô đột nhiên hoảng loạn cô cho rằng lê vĩnh thiên không buông được mặt mũi của mình xuống trước mặt mọi người đó đó sẽ yêu cầu phạm cường đến để ôm cô ra khỏi nhà tù phạm cường này sớm không đến muộn không đến Tại sao anh ta lại cố tình đến vào lúc này chứ? Hồ Soái, anh có chuyện gì không? Xin cứ tự nhiên phân phó." Phạm Cường bước đến và nói. "Giúp tôi cầm kiếm." Lê Vĩnh Thiên trả lời. "Vâng." Phạm Cường không biết tại sao Lê Vĩnh Thiên lại yêu cầu mình mang kiếm giúp anh ấy, nhưng anh ta không dám hỏi thêm. Khi Hà Ngọc Vinh nhìn thấy Lê Vĩnh Thiên chỉ nhờ Phạm Cường giúp anh cầm kiếm, cô khẽ thở phào nhẹ nhõm thật may cô còn nghĩ rằng anh ấy sẽ để Phạm Cường đến mang mình ra khỏi nhà tù cơ đấy. Sau khi Lê Vĩnh Thiên đưa thanh kiếm cho Phạm Cường, thì không nói thêm gì nữa, anh ta trực tiếp vươn hai tay ra và ôm lấy cơ thể đầy thương thích của Hà Ngọc Vinh lên. Lê Vĩnh Thiên coi Hà Ngọc Vinh như một nàng công chúa mà ôm vào lòng. Hà Ngọc Vinh lập tức được sủng mà xấu hổ, khuôn mặt tái nhợt của cô cũng vì thế mà đỏ bừng. Trước sự chứng kiến của rất nhiều người, Lê Vĩnh Thiên đã thực sự tự mình ôm cô ra khỏi nhà tù, anh ôm cô như đang ôm một nàng công chúa. Bản thân cô cũng hơi xấu hổ vì điều này, nhưng Lê Vĩnh Thiên không có biểu hiện gì cả, anh vốn không quan tâm người khác nghĩ thế nào. Lý do Lê Vĩnh Thiên ôm Hà Ngọc Vinh ra khỏi nhà tù là vì anh biết rõ hành động lần này của Hà Ngọc Vinh là cử tử nhất sinh, nhưng cô chưa bao giờ do dự trong lúc làm nhiệm vụ và cô đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ gần như là bất khả thi này. Cô ấy đã bị thương vì Đại Long quốc và xứng đáng được đối xử như một anh hùng. Mà anh, với tư cách đệ nhất hộ quốc hộ soái của Đại Long quốc sẽ tự mình đưa cô ra khỏi nơi này và coi đó như là nghi thức cao nhất trong lịch sử của Long quốc để chào đón cô ra khỏi nhà tù. Bởi vì không thể nào quốc vương Long quốc đến ôm cô ra ngoài được. Đại Long quốc ngoài Long chủ ra thì chỉ có mình anh là người có cấp bậc cao nhất mà thôi. Chương 997 bảo vệ hộ soái tinh nhuệ của đội đặc nhiệm Phượng Hoàng và Hổ Bôn Sư đoàn nhìn thấy hộ soái Lê Vĩnh Thiên của Đại Long Vương Đích Thân ôm Hà Ngọc Vinh đi ra khỏi nhà tù thì trong lòng không khỏi xúc động. Đây mới thực sự là một hộ quốc xem binh lính như con em của mình mà yêu thương bảo vệ Lê Hộ soái Lê Vĩnh Thiên bước từng bước ra khỏi nhà giam trên tay vẫn ôm chặt lấy Hà Ngọc Vinh, phía trước là Phạm Cường đang dẫn đầu cùng những binh sĩ tinh nhuệ của hổ bôn sư đoàn mở đường đề phòng những tên cai ngục còn lại tấn công bất ngờ các thành viên của đội đặc nhiệm phượng hoàng ngay lập tức đi theo phía sau lê vĩnh thiên bảo vệ anh và hà ngọc vinh ở cả hai phía hà ngọc vinh được lê vĩnh thiên ôm vào lòng đi ra trong lòng đột nhiên có cảm giác an toàn chưa từng có cảm giác này giống như một giấc mơ tựa như ảo mộng tuy rằng cô đã phải chịu rất nhiều thương tích và rất những nỗi sợ hãi trong nhiệm vụ lần này nhưng cô đã có thể được lê vĩnh thiên tự mình ôm ra ngoài tất cả với cô đều đáng giá mặc dù cô là đội trưởng của đội đặc nhiệm phượng hoàng là người đã trải qua nhiều trận chiến sinh tử và đạt được hiệu quả chiến đấu siêu hạng, đồng thời cũng là dũng sĩ si ám sát quốc vương sư quốc thành công, nhưng dù gì thì cô cũng chỉ là một người phụ nữ. Phụ nữ ai cũng có một mặt yếu đuối, và họ đều cần được quan tâm chăm sóc. Khi Lê Vĩnh Thiên dành cho cô cái ôm của một nàng công chúa đã làm cho Hà Ngọc Vinh ngập tràn hạnh phúc. Những người lính của sư đoàn hổ bôn cánh giữ bên ngoài nhà tù đã vui mừng khôn xiết khi họ nhìn thấy Lê Vĩnh Thiên ôm trên tay là Hà Ngọc Vinh đi ra ngoài. Lê Vĩnh Thiên, với tư cách là vị tướng quân đứng đầu hổ xoái lại tự mình dẫn quân tiến đánh nhà tù vây ma giải cứu Hà Ngọc Vinh đang bị nhốt bên trong. Những người lính của sư đoàn hổ bôn cũng phải đổ mồ hôi cho Lê Vĩnh Thiên. Hà Ngọc Vinh bị giam giữ trong nhà tù vây ma, sống chết không rõ tung tích làm cho bọn họ bên ngoài cũng rất lo lắng cho sự an toàn của cô. Hiện tại thấy Lê Vĩnh Thiên bình yên vô sự ôm trong tay như anh hùng Hà Ngọc Vinh đi ra ngoài, bọn họ cuối cùng cũng có thể thở vào một hơi rồi. Sau khi Lê Vĩnh Thiên ôm theo Hà Ngọc Vinh ra khỏi cửa nhà tù Vây Ma liền đem cô giao cho quân y xử lý miệng vết thương trên người cô. Hà Ngọc Vinh sau khi rời khỏi vòng tay ôm lấy cô của Lê Vĩnh Thiên trong lòng còn có chút lưu luyến không rời, nhưng cô biết Lê Vĩnh Thiên không thể nào ôm cô mãi được nên đành ngoan ngoãn đi theo quân y xử lý vết thương trên người trước. Sau khi tất cả mọi người bao gồm đội đặc nhiệm Phượng Hoàng và hổ Bôn sư đoàn cũng ra khỏi nhà tù Vây Ma, Lê Vĩnh Thiên nhìn về phía Phạm Cường nói, có thể còn vài tên cai ngục đang lẫn trốn trong nhà tù, mọi người hãy cùng tôi đánh nát cái nhà tù vây ma này. Vâng Phạm Cường lập tức lĩnh mệnh. Anh ta nâng thanh kiếm đưa cho Lê Vĩnh Thiên, thanh thần kiếm tiểu lâu thính vũ nằm gọn trong bàn tay anh cùng lúc Lê Vĩnh Thiên cũng cảm nhận được sức mạnh của kiếm. Vì vậy anh nâng thần kiếm tiểu lâu thính vũ lên chỉ về phía trước ra lệnh cho sư đoàn hổ bôn, Lê Hộ Soái có lệnh, tất cả cùng nhau san bằng nhà tù vây ma sư đoàn hổ bôn nghe lệnh liền liên tiếp nổ súng vào trại giam. Bùm 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 bùm. Trong tích tắc, 10.000 khẩu đại bác được bắn ra, tất cả đều nổ tung về phía nhà tù vây ma vốn luôn được mọi người cho là nhà tù có phòng thủ kiên cố tường đồng vách sắt. Ngay lập tức, nhà tù bị phá hủy thành từng mảnh nhỏ, ánh lửa ngút trời. Thực sự có một số cai ngục đang trốn trong nhà tù vây ma. Bởi vì bọn họ biết rằng quân đội của mình không thể đánh bại Lê Vĩnh Thiên, Họ muốn tìm nơi an toàn để ẩn nấp trước, đợi khi quân tiếp viện của họ đến từ bên ngoài bao vây Lê Vĩnh Thiên thì bọn họ sẽ từ bên trong nhà tù giết ra. Tuy nhiên, bọn họ không có được may mắn để đợi quân tiếp viện đến, vì nhà tù đã bị trúng đạn pháo dữ dội oanh tạc. Những cai ngục trốn trong nhà tù vây ma và những trọng tội bị giam giữ bên trong nhà tù một số thì bị giết bởi vụ đánh bom, số còn lại bị nghiền nát đến chết bởi các vật nặng bị sập xuống do vụ nổ. Trong vòng chưa đầy 3 phút, nhà tù vây ma với những bức tường bằng đồng và sắt đã bị san bằng. Trong toàn bộ nhà tù vây ma, không ai trong số họ còn có thể sống sót, cũng không có một ai trong số họ có thể báo cáo với cấp trên của mình tình huống bây giờ của nhà tù. Lúc này, Lê Vĩnh Thiên bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Lưu Văn Vũ, một vị tướng của quân Trung Nguyên. chương 998 tình hình hai bên. Lê Hộ Soái Tân Quốc Phương của Sư Quốc đã cử một số lượng lớn quân địch từ thủ đô đến hỗ trợ nhà tù vây ma chúng tôi hiện đang trong một trận chiến đẫm máu với quân địch của sư quốc tại địa điểm phục kích, Lưu Văn Vũ nói. Đối phương có bao nhiêu quân binh? Lê Vĩnh Thiên hỏi. Vị tân quốc phương của sư quốc đã cử tổng cộng 200.000 quân binh đến từ thủ đô, nhiều hơn gấp đôi quân của chúng tôi. Lưu Văn Vũ nói. Vị tân quốc phương của sư quốc này thế mà thực sự gửi đi 200.000 quân binh từ thủ đô đến, ông ta đang tìm đường chết sao? Lê Vĩnh Thiên nói. Hộ soái, bên của anh vẫn tốt chứ? hà ngọc vinh đã được cứu ra chưa lưu văn vũ hỏi phía tôi mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp hà ngọc vinh đã được giải cứu và nhà tù vây ma cũng bị chúng tôi san bằng lê vĩnh thiên nói được rồi hộ soái bây giờ hà ngọc vinh đã được giải cứu vậy mọi người mau tới tham gia cùng chúng tôi quét sạch đám quân địch sư quốc này lưu văn vũ nói chờ đã tình hình chiến đấu bên cậu thế nào lê vĩnh thiên nghe thấy tiếng súng dữ dội từ lưu văn vũ liền lo lắng hỏi về trận chiến trước Chúng tôi đang ở trên cao nhìn xuống và tấn công kẻ thù ở cả hai phía. Lúc đầu, chúng tôi đã đánh thiệt hại nặng nề đối phương và quét sạch hàng chục nghìn người trong số họ. Tuy nhiên, sau đó vì kẻ thù có nhiều quân hơn chúng tôi. Bây giờ chúng tôi bắt đầu phản công, trận chiến đang ngày càng gay gắt. Nếu anh có thể dẫn một đội đến ngay bây giờ, chúng ta có thể ba mặt giáp công bao vây và tiêu diệt tất cả lực lượng của địch. Không, tôi sẽ không đi bao vây quét sạch đám quân địch này. Lê Vĩnh Thiên nói ra lời nói làm kinh động lòng người. Hộ soái, tôi cả gan muốn hỏi, anh không chịu đến cùng tôi bao vây tiêu diệt địch nhân, chẳng lẽ anh còn có việc gì quan trọng hơn sao? Lưu Văn Vũ hỏi. Đúng vậy, theo tôi được biết, Sư Quốc có tổng cộng 500.000 quân. Hiện tại họ đã gửi tới 200.000 quân đến tham gia trận quyết chiến với ba cánh quân của chúng ta. Bây giờ họ lại phái thêm 200.000 quân khác đến để chiến đấu với cậu. Như vậy chỉ còn 100.000 quân ở lại. Quân đội Sư quốc đã rời đi, đây là cơ hội tuyệt vời để chúng ta quét sạch Sư quốc trong một lần. Tôi muốn dẫn theo đội đặc nhiệm Phượng Hoàng và Hổ Bôn sư đoàn trực tiếp chiếm đánh Sư quốc." Lê Vĩnh Thiên đưa ra quyết định dứt khoát. Theo kế hoạch ban đầu của mình, Hà Ngọc Vinh được giải cứu trước, sau đó anh sẽ chạy đến tập hợp cùng quân Trung Nguyên để quét sạch nhóm quân địch đang đến hỗ trợ cho nhà tù Vây Ma. Khi đó, anh không ngờ rằng Sư quốc sẽ thực sự gửi 200.000 quân đến hỗ trợ nhà tù Vây Ma. Bây giờ Sư quốc đã điều động thêm 200 vạn quân quân tới đây, như vậy thủ đô của Sư quốc coi như bỏ không, anh liền lập tức thay đổi chiến lược ban đầu bằng một chiến lược tương ứng phù hợp với tình hình hiện tại. Tận dụng cơ hội thủ đô Quy Ti Sư quốc đang bị bỏ trống, anh bèn quyết định dẫn 100.000 binh lính của đội đặc nhiệm Phượng Hoàng và Hổ Bôn sư đoàn tiến đến thủ đô của Sư quốc. Nguyễn là anh có thể đánh vào thủ đô của Sư quốc và bắt được tân quốc vương của Sư quốc, như vậy anh có thể đánh bại Sư quốc chỉ trong một lần ra quân. Cái gì? Hộ xoái sẽ chiếm thủ đô của sư quốc? Lưu Văn Vũ bị sốc. Đúng vậy, đây là cơ hội chỉ có một lần trong đời. Chỉ cần chiếm được thủ đô của đối phương và làm cho các thủ lĩnh cấp cao của đối phương bị giết hoặc bị bắt, cuộc chiến này có thể kết thúc, chúng ta có thể giảm được rất nhiều đổ máu và hy sinh không cần thiết, có thể chinh phục sư quốc với thiệt hại thấp nhất. Lê Vĩnh Thiên nói, Được rồi, hộ xoái dụng binh như thần, một trận chiến định Giang Sơn, chúng tôi thật sự bội phục anh lưu văn vũ nói tôi ra lệnh cho cậu nhất định phải đánh đến giây phút cuối cùng ngăn cản đám quân địch này ở đây đừng để chúng trở về kinh đô viện trợ chờ khi tôi đột phá thủ đô của chúng như vậy chúng cũng xong đời lê vĩnh thiên chính thức hạ lệnh tuân lệnh tôi cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ lưu văn vũ lập tức nhận lệnh nếu tôi có thể đột phá thủ đô của sư quốc và chinh phục sư quốc trong một trận chiến thì quân đội trung nguyên của các cậu cũng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lần này lê vĩnh thiên nói lê hộ soái là bất khả chiến bại không gì là không làm được nếu anh đã trực tiếp điều quân vậy nhất định có thể mã đáo thành công lưu văn vũ tự tin nói thời gian không còn nhiều cậu có thể nhanh chóng chỉ huy trận chiến lê vĩnh thiên không muốn nói nhiều chuyện vô nghĩa với lưu văn vũ vâng lưu văn vũ nói sau khi cúp điện thoại lê vĩnh thiên lập tức nói với sư đoàn hổ bôn và lực lượng đặc biệt phượng hoàng tất cả binh lính hãy tuân theo mệnh lệnh của tôi Bây giờ sư quốc chỉ có 100.000 quân, thủ đô của họ đã rất chống trải rồi, đại quân xuất phát theo tôi cùng nhau tiêu diệt sư quốc. Tuân lệnh, sư đoàn hổ bôn và lực lượng đặc biệt Phượng Hoàng Đồng Thanh đáp lời. Tất cả đều rất phấn khích khi biết rằng Lê Vĩnh Thiên sẽ trực tiếp tấn công thủ đô của sư quốc, họ tiến lên với tinh thần cao cả và ý chí ngất trời. chương 999 càng nhanh càng tốt. Bây giờ quân Trung Nguyên đang trong một trận chiến đẫm máu với 200.000 quân địch của sư quốc. Thời gian gấp rút, chúng ta phải tiến vào thủ đô của sư quốc càng nhanh càng tốt." Lê Vĩnh Thiên nói với toàn quân binh. "Vâng," cả quân đội đồng thanh kêu lên. "Trận chiến này quyết định thắng bại của trận chiến dịch đánh sư. Chỉ cần chiếm được thủ đô của sư quốc, sư quốc sẽ như rắn mất đầu, nhất định sẽ quy hàng Long quốc của chúng ta. Trong trận chiến này, chỉ cho phép thắng, không được bại trận." Lê Vĩnh Thiên còn nói thêm. "Vâng," toàn quân đồng thanh một lần nữa đại quân xuất quân lê vĩnh thiên biết thời gian rất gấp rút cũng không muốn nói ra quá nhiều lời ướt át vâng dũng sĩ đội đặc nhiệm phượng hoàng lập tức xuất phát hà ngọc vinh đang được điều trị khi biết rằng lê vĩnh thiên sẽ trực tiếp đánh chiếm thủ đô của sư quốc thì đã vô cùng hưng phấn bởi vì quân đội chuẩn bị điều động quân y chỉ có thể điều trị cho hà ngọc vinh trên xe mau băng bó vết thương cho tôi để cho tôi còn có thể ra trận chiến đấu giết giặc Hà Ngọc Vinh lo lắng nói với bác sĩ điều trị cho cô. Đội trưởng Hà, cô bị thương quá nhiều, không thể ra chiến trường được nữa, chăm sóc vết thương cho tốt đi đã. Một nữ quân y nói. Không được, đội đặc nhiệm Phượng Hoàng cần tôi, họ không thể thiếu đội trưởng là tôi đây. Tôi không thể vắng mặt trong trận chiến quan trọng quyết định vận mệnh của Long Quốc này được. Hà Ngọc Vinh nói. Nhưng mà, cô vừa rồi ngay cả đi còn đi không được, hộ soái Lê còn phải ôm cô đi ra, cô làm sao còn có thể ra trận giết địch được chứ nữ quân y nói vừa rồi không đi được bây giờ các người điều trị xong rồi tôi đã có thể đi lại được hà ngọc vinh nói cho dù đi lại đường cũng không đi đánh trận được mà nữ quân y nói cô không hiểu tôi đã rất phấn khích khi nghe tin hộ soái lê đã ra quyết định với nước địch một khi tôi phấn khích toàn thân tôi sẽ tràn đầy sức lực bây giờ tôi không chỉ có thể đi bộ mà còn có thể chiến đấu hà ngọc vinh nói được rồi chúng ta trước hết hãy xử lý vết thương cho cô xong trước sau đó băng bó cho cô nữ quân y nói được nhưng trước khi chuẩn bị đến thủ đô của nước địch nhất định phải băng bó vết thương xong cho tôi hà ngọc vinh nói không thành vấn đề nữ quân y nói đường hành quân của lê vĩnh thiên đã thoát khỏi trận chiến đẫm máu giữa quân đội trung nguyên và quân địch sư quốc tránh được trận chiến này và theo một con đường khác xông thẳng vào thủ đô của sư quốc lúc này vị quốc vương mới trị vì của sư quốc đang ở trong cung điện ảo tưởng rằng thấy quân tiếp viện mà ông ta mới cử đến và nhà tù vây ma nội ứng ngoại hợp cùng nhau kết hợp tiêu diệt lê vĩnh thiên ông ta một mực chờ đợi tin tốt chờ tin chiến thắng chuyển đến chỉ cần ông ta có năng lực ở trước nhà tù vây ma tiêu diệt được thủ lĩnh bất khả chiến bại của long quốc hộ soái lê lê vĩnh thiên ông ta liền sẽ vang danh thiên hạ thiết lập uy tín của quốc vương sư quốc chỉ trong một lần ngồi an ổn trên vương vị của mình Đồng thời, sự quốc của ông ta còn có thể lật ngược tình thế trận chiến, chuyển bại thành thắng, và thậm chí là chinh phục Long Quốc. Tuy nhiên, ông ta vẫn đau khổ chờ đợi, cũng không nghe thấy bất kỳ tin tức nào từ nhà tù vây ma. Cuối cùng ông ta đứng không ngồi yên, đang định gọi điện hỏi thăm trận chiến thì đột nhiên chuông điện thoại vang lên. Cuộc gọi đến từ 200.000 quân tiếp viện mà ông ta phái tới. Tình hình trận chiến bây giờ thế nào rồi? Đã quét sạch thủ hạ của Lê Vĩnh Thiên chưa? quốc phương sư quốc sốt ruột hỏi. Thưa quốc phương, không có, chúng tôi ở nửa đường đã gặp phải một cuộc tấn công dữ dội của quân đội của Long Quốc, chúng tôi không thể vượt qua để tiếp viện nhà tù vây ma được. Vị tướng quân nói, trường một nghìn nửa đường bị tấn công. Cái gì, các người nửa đường bị tấn công sao? Tân quốc phương của sư quốc kinh ngạc. Đúng vậy, đội quân Long Quốc này đang mai phục ở hai bên vách núi, bất ngờ phát động tấn công chúng tôi đã thương vong nặng nề và hiện đang trong một trận chiến đẫm máu với bọn chúng vị tướng quân nói đội quân của long quốc bên kia chẳng phải chỉ có hồ sư lê vĩnh thiên đến nhà tù vây ma thôi hay sao thế nào mà lại xuất hiện quân đội của long quốc tân quốc phương của sư quốc khẩn trương hỏi han tôi không biết quân đội đến đây bằng cách nào đến cùng nhất định là dũng sĩ của lê vĩnh thiên lê vĩnh thiên hẳn là đã đoán được ngài phái quân đến tiếp viện cho nhà tù vây ma vì vậy hắn ta đã bố trí quân đội mai phục. Tướng quân nói, tình hình trong nhà tù vây ma thế nào? Tân quốc vương của sư quốc hỏi. Hiện tại chúng tôi tự thân đều khó mà bảo toàn, lấy đâu ra thời gian để dò la tình hình trong nhà tù vây ma đây? Tướng quân bất mãn với mệnh lệnh vì tiện của quốc vương sư quốc, lúc này lại bị quân Long Quốc tấn công. Oán khí nặng nề, nói cũng không khách khí nữa. Bằng mọi giá phải tiêu diệt đội quân địch này. Tôi sẽ gọi điện cho những người khác dò la tin tức về tình hình trong nhà tù Vây Ma." Tân Quốc Vương của sư quốc nói xong liền cúp điện thoại. Sau đó, Tân Quốc Vương của sư quốc liền gọi cho người phụ trách nhà tù Vây Ma. Người phụ trách không biết tình hình trong nhà tù Vây Ma, vì hắn ta vẫn không liên lạc được với nhà tù. Tân Quốc Vương của sư quốc đột nhiên dự cảm không lành rằng quân đội nhà tù Vây Ma có thể toàn quân đều đã bị tiêu diệt. Bởi vì nhà tù đang phải đối mặt với đội quân của hộ Soái bảo vệ Long Quốc, mà quân tiếp viện do chính ông ta cử đến đã nửa đường bị phục kích, không thể tiếp viện được nhà tù, nên những cai ngục trong nhà tù chắc chắn sẽ không chống đỡ được bao lâu. Hiện tại không liên lạc được với những người trong nhà tù Vây Ma, có nghĩa là chỉ có một kết quả duy nhất, đó là nhà tù Vây Ma toàn quân đều đã bị tiêu diệt. Nghĩ rằng thủ đô bây giờ chỉ có 100.000 quân, mà thuộc hạ của Lê Vĩnh Thiên lại chẳng biết đi đâu tân quốc vương của sư quốc mới đã tái mặt và toát mồ hôi hột. Ông ta đã có sự cảm rằng Lê Vĩnh Thiên có thể sẽ dẫn đầu sư đoàn võ sư trực tiếp tấn công vào thủ đô của mình. Cuối cùng ông ta bắt đầu sợ hãi, thủ đô ban đầu có 500.000 quân, nhưng ông ta đã điều 200.000 quân đi theo các đường quân đội tụ họp, chuẩn bị chiến đấu chống lại đội quân ba đường của Lê Vĩnh Thiên tại các địa điểm chiến lược bên ngoài thủ đô vừa rồi lại phái ra thêm 200.000 quân khác đến để tiếp viện cho nhà tù vây ma, bây giờ thủ đô đã muốn chống không rồi. Vừa rồi ông ta muốn gọi điện thoại cho vị tướng quân kia yêu cầu hắn trở về thủ đô phòng ngự ngay lập tức, thì điện thoại lại đột nhiên vang lên. Có chuyện gì vậy? Tân quốc vương của sư quốc mới hỏi. Tân quốc vương của sư quốc, Lê Vĩnh Thiên đã dẫn võ sư đi đến ngoài ô thủ đô của chúng ta. Một tướng quân thủ thành hoảng sợ nói. Cái gì, Lê Vĩnh Thiên vậy mà lại đến nhanh như vậy. Tân quốc vương của sư quốc đột nhiên sợ tới mức hồn phi phách tán, hồn vía lên mây. Đúng vậy, chúng tôi vừa thấy Lê Vĩnh Thiên dẫn đầu dũng sĩ và đội đặc nhiệm Phượng Hoàng tiến thẳng đến thủ đô của chúng ta rồi. Tướng quân Thủ Thành nói, lập tức chuẩn bị nghinh chiến với quân địch, nhất định phải chấn thủ thủ đô. Tân quốc vương của sư quốc hoảng sợ nói, chúng ta chỉ có 100.000 quân, làm sao có thể chống lại quân đội đứng đầu của hộ soái bảo vệ tiêu vĩnh thiên của Long Quốc được chứ? Tướng quân Thủ Thành chưa chiến đấu đã sợ hãi. Thủ đô của chúng ta có phòng ngự vững chắc như vậy, Lê Vĩnh Thiên cũng không thể nào dễ dàng tấn công được. Hơn nữa, dũng sĩ của Lê Vĩnh Thiên chẳng phải chỉ có 10 vạn quân sao. Chúng ta dù sao thì cũng là 100 vạn quân, hơn nữa còn có phòng ngự chắc chắn, sao phải sợ bọn họ làm gì? Tân quốc vương của sư quốc cố gắng bình tĩnh nói nhưng lê vĩnh thiên ngoài dũng sĩ gia còn có đội đặc nhiệm phượng hoàng nữa tướng quân thủ thành nói mấy nghìn nữ binh sĩ của đội đặc nhiệm phượng hoàng không đủ để gây nên sợ hãi có thể bỏ qua bọn chúng tân quốc phương của sư quốc mới nói tân quốc phương của sư quốc để được an toàn cuối cùng tôi nghĩ rằng ngài nên nhanh chóng thu hồi số quân đã phái ra trước đó đến đây đi tướng quân thủ thành nói được chúng ta lập tức gọi điện hạ lệnh cho bọn họ trở lại chiến đấu chúng ta bảo vệ thủ đô từ trong ra ngoài, quét sạch Lê Vĩnh Thiên ở bên ngoài thủ đô. Tân Quốc Phương của Sư Quốc mới nói. Audio điện tử võ tấn bền. Hết tập 45.